Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 61, làm châu làm ngựa thình thịch. Nghe thấy tiếng quát tháo tức giận của Lý Trường Thắng, Trịnh Thiên Thái quỳ trên mặt đất, kinh hãi nhìn người đối diện, cố gắng kiềm chế cảm xúc, hỏi: "Lý Trường Thắng, tôi không hiểu ý của ông. Tôi mạo phạm ai cơ?" Lý Trường Thắng hừ một tiếng trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, "Vương Đại Hải có phải là người của ông không?" Trước sự khiển trách của Lý Trường Thắng, trịnh thiên thái nhanh chóng đáp lại đúng vậy chú ấy là thuộc hạ của tôi nhưng nhưng hai người có quen nhau hà mặc dù trịnh thiên thái nói như vậy nhưng trong lòng ông ta đã mơ hồ có dự cảm xấu thuộc hạ trước đó báo tin vương đại hải bị lính tuần khu tây lâm bắt giữ ông ta vốn định nhờ quan hệ để giải quyết nhưng bây giờ xem ra vương đại hải đã chọc giận một nhân vật lớn nào đó rồi bốp lý trường thắng đột nhiên tiến lên đá vào bả vai trịnh thiên thái tức giận chỉ vào ông ta, là thuộc hạ dưới tay ông thì đúng rồi. Quỳ xuống cho tôi, chờ đấy. Sứt lời. Lý Trường Thắng không nói gì nữa mà cũng quỳ xuống ở phòng khách. Cảnh tượng này khiến Trịnh Thiên Thái chết lặng người, toàn thân run rẩy. Lý Trường Thắng người giàu có nhất tu hà, một sự tồn tại phi thường, lúc này thực sự quỳ trên mặt đất, trông vẻ mặt của ông ta tựa hồ đang chờ một nhân vật lớn còn chưa xuất hiện. Chuyện này, đột nhiên, đầu óc trịnh thiên thái choáng váng, bên tai cũng ngủ đi. Ông ta chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại nhìn thấy Lý Trường Thắng quỳ trên mặt đất một cách khiêm nhường như vậy. Vì vậy, trịnh thiên thái trong nháy mắt cũng liền quỳ xuống, bò đến phía sau Lý Trường Thắng, nói chủ tịch Lý, chủ tịch Lý, ông nhất định phải cứu tôi. Chuyện này là do thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, tôi, tôi cũng không biết, Lý Trường Thắng quỳ thẳng lưng, nhắm mắt nói, nói với tôi cũng vô dụng. Khi nào người đó đến, ông liệu mà làm. Quả nhiên, ngay khi Lý Trường Thắng vừa nói xong, bên ngoài sơn trang của Trịnh Thiên Thái, có một tiếng phanh xe vang dội bầu trời. Sau đó, tiếng bước chân bịch, 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 giống như hồi chuông báo tử của thần chết, từ xa đến gần, rất nhanh đã tới phòng khách. Trịnh Thiên Thái nhướng mày, ngửa mặt lên nhìn thì thấy một thanh niên khí thế hùng hổ, mày kiếm mắt sao, ánh mắt lạnh lùng dường như khinh miệt mọi thứ trên đời, khiến người khác cảm thấy sợ hãi không thôi, không nhịn được mà run lẩy bẩy. Đây là sát khí đáng sợ tới mức nào chứ? Mà phía sau tiêu chính văn là long nhất, thân hình anh ta vạm vỡ với sát ý nồng đậm, tích tụ lại ở giữa chán. Một mình anh ta có thể chống lại tất cả vệ sĩ của cả sơn trang này. Tiêu chính văn bước vào liền nhìn thấy hai người quỳ trên mặt đất, anh nhíu mày, lạnh giọng hỏi, Lý Trường Thắng, ông đã biết sai chưa? Lý Trường Thắng lập tức cúi sụp người quỳ lại nói, thuộc hạ biết lỗi, xin ngài trừng phạt. Tiêu chính văn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trịnh thiên thái đang run rẩy quỳ dạp trên mặt đất, anh lạnh lùng nói ông chính là thiên gia ở Tu Hà. Vâng, là tôi, lúc này trịnh thiên thái toàn thân run lên, quỳ dạp trên mặt đất, cả người cúi sụp xuống, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, trên trán mồ hôi lạnh túa ra thành từng hạt rơi trên mặt đất, tạo thành một vệt nước thật khó có thể tưởng tượng được rằng vị thiên gia trịnh thiên thái danh tiếng lấy lừng được hàng nghìn người kính trọng ở tu hà này, lúc này lại quỳ trên mặt đất một cách khiêm nhường và sợ hãi như vậy. Đây chính là vị thiên gia dậm chân một cái khiến cả tu hà phải chấn động đó. chương 62 Nhưng mà, lúc này đây, ông ta giống như một cậu học sinh làm sai, ngoan ngoán quỳ xuống, chờ bị xử lý. Vương Đại Hải là người của ông, tiêu chính văn hỏi lại, giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Trịnh Thiên Thái không dám che giấu, nói là là người của tôi, thương ngài, tôi thật sự không biết Vương Đại Hải đã mạo phạm ngài, nếu như tôi biết được, tôi chắc chắn sẽ xé xác chú ấy ra. Chuyện này không liên quan gì đến tôi, xin ngài hãy tha mạng cho tôi, xin hãy tha mạng. Vừa nói, Trịnh Thiên Thái không ngừng dập đầu bịch, bịch xuống đất để xin lỗi, rất nhanh sau đó chán ông ta đã chảy máu, màu đỏ tươi của máu vô cùng trói mắt. Tiêu Chính Văn hừ một tiếng lạnh lùng, nói với Long Nhất bên cạnh, đưa Vương Đại Hải tới đây. Nghe vậy, Long Nhất nhanh chóng bấm một cuộc gọi. Không tới 5 phút đồng hồ, bên ngoài sơn trang vang lên một tiếng còi xe, Tề Thiên Hải đích thân dẫn người tới, vội vàng đưa Vương Đại Hải đang bị còng tay tiến vào. Bịch, Vương Đại Hải quỳ trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, khi ông ta nhìn thấy ông chủ của mình là Trịnh Thiên Thái và người giàu nhất Tu Hà, Lý Trường Thắng đều quỳ trên mặt đất. Ông ta lập tức biết rằng mình không còn đường sống nữa. Thưa ngài, xin ngài tha mạng cho tôi. Tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Tôi bị ma xui quỷ khiến, tôi, tôi đáng chết. Tôi đúng là hồ đồ. Xin ngài hãy tha thứ cho tôi. Chuyện này tôi cũng chỉ là nhận tiền mà làm thôi ạ. À. Lúc này vương đại hải quỳ trên đất. Ông ta bỏ tới trước mặt tiêu chính văn. Không ngừng dập đầu xin lỗi. Sau mấy chục cái dập đầu, chán của ông ta như nứt ra. Nghe vậy. Tiêu Chính Văn nhíu mày, trầm giọng hỏi, "Nhận tiền làm? Được lắm, ai sai ông làm chuyện này?" Vương Đại Hải trả lời không chút do dự, chính là tổng giám đốc Ngô Khoan Nghiệp, ông chủ nhỏ của tập đoàn Ngô thị. "Cậu ta đã đưa tôi nửa triệu tệ để làm việc này." "Thật đấy ạ, à, ngài phải tin tôi, tôi vô tội mà. Xin ngài hãy tha mạng cho tôi." Ngô Khoan Nghiệp, Tiêu Chính Văn thầm đọc cái tên này trong lòng, đôi mắt lóe lên một tia sát khí. Sau đó, anh nhìn về phía Vương Đại Hải và nói, ác giả ác báo. Dầm. Đột nhiên, toàn thân tiêu chính văn cuồn cuộn nổi lên một luồng sát khí cực kỳ lạnh lẽo. Sau đó anh giơ chân lên đạp, dầm. Vương Đại Hải bị đá văng ra ngoài hơn 10 mét, nặng nề va vào một bức tường, toàn bộ bức tường nứt toát ra. Ngực và bụng của Vương Đại Hải cũng bị lõm vào, in rõ vết chân, xương ức đều bị gấy, nội tạng bị dập, máu trào ra từ miệng, ngửa đầu chết nhìn thấy cảnh này, trịnh thiên thái đang quỳ trên mặt đất, hoàn toàn kinh hãi. Thưa ngài, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, là do tôi không dạy dỗ tốt chúng nó, tôi đã không dạy dỗ tốt thuộc hạ của mình, xin ngài hãy thương xót cho thuộc hạ. Sau này trịnh, trịnh thiên thái tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài, xin ngài tha mạng cho tôi mà trịnh thiên thái cuối cùng cũng trở nên sợ hãi tột độ, ông ta run rẩy gào lên, khóc lóc. Tiêu chính văn lạnh lùng nhìn ông ta, nói, nếu là trước đây, ông chết chắc rồi. Tuy nhiên, tôi mới tới Tu Hà, cần nhân lực làm việc cho tôi. Tôi hiểu, tôi hiểu rồi, Trịnh Thiên Thái từ nay về sau sẽ làm đầy tớ cho ngài, cả đời này, không, 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 tất cả con cháu của nhà họ Trịnh sẽ đều nghe theo mệnh lệnh của ngài, Trịnh Thiên Thái cũng không ngốc, ông ta vội vàng quỳ lại. Cả đời này của ông ta chỉ trải qua cảm giác này có một lần, đây là lần thứ hai, nhưng lại khiến ông ta còn kinh hoàng hơn lần thứ nhất sau đó tiêu chính văn nhìn lý trường thắng và nói đứng dậy đi chuyện này không liên quan đến ông lý trường thắng không nói nhiều đứng dậy rồi nhanh chóng đứng ở bên cạnh tiêu chính văn còn tề thiên hải thì đứng canh gác bên ngoài hoàn toàn không quan tâm đến chuyện bên trong mãi đến khi tiêu chính văn bước ra anh ta mới bước tới cung kính nói anh tiêu anh còn cần tôi làm gì nữa không tiêu chính văn thờ ơ nói mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều phải giữ bí mật nếu vợ tôi có hỏi thì anh biết phải nói thế nào rồi đấy tề thiên hải lập tức nói thuộc hạ đã hiểu sau đó anh ta nhìn tiêu chính văn rời đi trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy chấn động nhìn lại trịnh thiên thái lúc này đang lau mồ hôi lạnh trên trán tề thiên hải cũng xua tay rời đi sau khi tiêu chính văn trở lại sân nhỏ khương vi nhan vội vàng chạy tới trong lòng cô tràn đầy lo lắng hỏi thế nào rồi anh bọn họ có gây khó dễ cho anh không Tiêu Chính Văn xua tay, mỉm cười và nói, không có, anh qua đó chỉ bị hỏi vài câu để ghi chép lại thôi. Hiện tại đã ổn thỏa rồi, nhà máy có thể yên tâm bắt đầu hoạt động rồi. Nghe thấy lời này, Khương Vi Nhan mới thở phào nhẹ nhõm, cô đưa tay vỗ nhẹ ngực mình, nói thế thì tốt quá rồi, em lập tức thông báo cho bên quản đốc phương. Vừa nói xong, Khương Vi Nhan liền sách túi đi ra ngoài. Tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Ngô Thị, ngô khoan nghiệp lúc này đang ngồi trên ghế sofa còn khương mỹ nghiên thì ngồi trên đùi cậu ta hai người họ dính lấy nhau như keo và sơn lúc này điện thoại di động của ngô khoan nghiệp vang lên cậu ta sốt ruột nghe máy hỏi làm sao vậy tự dưng lại điện cho tôi đầu bên kia điện thoại có một giọng nói lo lắng vang lên tổng giám đốc ngô xảy ra chuyện rồi vương đại hải đã bị bắt rồi nhà máy của nhà họ khương đã bắt đầu hoạt động trở lại cái gì? Ngô Khoan Nghiệp lập tức đứng lên, trợn tròn mắt, nói tại sao Vương Đại Hải lại bị bắt. Xảy ra chuyện gì rồi? Tôi cũng không rõ, tôi nghe nói là Tề Thiên Hải ở khu Tây Lâm Đích Thân dẫn đội tới bắt người. Tiên hành bắt giữ diễn ra ngay trong nhà máy. Tổng giám đốc Ngô, anh nghĩ có khi nào ông ta sẽ khai ra cả chúng ta ra không? Người ở đầu dây bên kia dường như rất lo lắng, như thể đã chuẩn bị xong xuôi để chạy trốn. Ngô khoan nghiệp mặt mày xa sầm, một tay chống nạnh, đi tới đi lui vài lần, cậu ta nói, đừng lo lắng, tôi sẽ đi gặp thiên gia ngay. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của ngô khoan nghiệp rất khó coi, Khương Mỹ Nhiên cũng lại gần, hỏi, làm sao vậy? Vương Đại Hải đã bị bắt, nhà máy của nhà họ Khương đã hoạt động trở lại. Anh phải đi gặp thiên gia ngay lập tức, ngô khoan nghiệp nói, cậu ta bấm điện thoại gọi cho trợ lý, bảo anh ta chuẩn bị xe và hai thùng tiền. Em đi với anh, Khương Mỹ Nghiên lo lắng nói: "Chương 63, chỉ vì muốn Nana na có bố." Rất nhanh sau đó, Ngô Khoan Nghiệp dẫn theo Khương Mỹ Nghiên và mang thùng tiền đến sơn trang của Trịnh Thiên Thái. "Anh tìm ai?" Vệ sĩ ở lối vào sơn trang thẳng thừng chặn Ngô Khoan Nghiệp lại. Vẻ mặt Ngô Khoan Nghiệp đầy khúm núm, nói: "Chào anh, tôi đến đây để thăm Thiên gia. Phiền anh thông báo cho Thiên gia, cứ nói tôi là bạn của anh Hải Vương Đại Hải." tôi tên là Ngô Khoan Nghiệp, ông chủ nhỏ của tập đoàn Ngô Thị. Tên vệ sĩ cao to vạm vỡ đứng ở cửa liếc nhìn Ngô Khoan Nghiệp một cách lạnh lùng, nói biết rồi, chờ đấy. Sau đó, hắn quay người đi vào báo cáo. Lúc này, Khương Mỹ Nghiên đang ôm cánh tay của Ngô Khoan Nghiệp, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi, rụt rè. Dù sao đây cũng là nơi ở của thiên gia tu hà đó, rất lộng lẫy và xa hoa, người bình thường không thể vào được. Thiếu gia ngô, anh nói xem, thiên gia sẽ gặp chúng ta sao, Khương Mỹ nghiên nhỏ giọng hỏi. Ngô khoan nghiệp mỉm cười, nói, đừng lo lắng, anh Hải và anh là bạn bè. Hôm nay chắc chắn thiên gia sẽ gặp chúng ta. Hơn nữa, tập đoàn Ngô Thị nhà anh rất có tiếng tăm ở tu hà này, ông ta không thể nào không ra gặp chúng ta được. Ngay khi cậu ta vừa nói xong, tên vệ sĩ trước đó đã rời đi để báo cáo nay đã quay trở lại. Chỉ là lần này hắn không quay lại một mình, mà có bảy tám vệ sĩ cầm gậy chống bạo động trong tay hung hăng lao tới bọn chúng chỉ vào ngô khoan nghiệp quát lớn thiên gia ra lệnh đánh nó cho tao đánh chết ngô khoan nghiệp nhìn thấy cảnh này cả người cậu ta như chết lặng chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì cậu ta đã bị bảy tám người vây quanh và đánh đòn hiểm ngã xuống đất À a à, a à, đừng đánh đừng đánh vào mặt các anh đánh nhầm người rồi tôi tên là ngô khoan nghiệp tôi là ông chủ nhỏ của tập đoàn Ngô Thị. tôi đến đây để gặp Thiên Gia. Anh Hải là bạn của tôi đó. a a a, đừng đánh, đừng đánh nữa. tôi sai rồi, tôi sai rồi. Ngô Khoan nghiệp ngã xuống đất. cậu ta ôm lấy đầu, không ngừng la khóc. nhưng đám người này vẫn đánh rất hăng và mạnh tay. bọn chúng liên tục dùng chân đá và đập bằng gậy. tiếng hét của Ngô Khoan nghiệp vang vọng khắp sơn trang. Khương Mỹ Nhiên bị dọa sợ đến mức mặt mũi tái mét cô ta lao tới ngăn cản đám vệ sĩ này, hét lớn các anh dừng tay lại. Dừng tay, anh ấy là ông chủ nhỏ của tập đoàn Ngô Thị đấy, các người đánh nhầm người rồi. Bốp, nào ngờ, một tên vệ sĩ quay đầu lại, vùng tay tát Khương Mỹ Nghiên ngã nhào xuống đất, hắn tức giận nói đừng tự chuốc lấy phiền phức. Khương Mỹ Nghiên sợ tới mức bụng mặt chạy sang một bên. Ngô khoan nghiệp cũng vất vả lắm mới bỏ dậy được rồi bỏ chạy, mặt mũi bầm dập, sưng vù, sau đó cậu ta leo lên xe, tăng ga, vừa la hét vừa bỏ chạy. Mà Khương Mỹ Nhiên nhìn thấy Ngô Khoan Nghiệp lái xe đi, cô ta lập tức hoảng sợ đuổi theo, hét lên: "Ngô Khoan Nghiệp, anh đừng đi." "Còn tôi nữa mà, Ngô Khoan Nghiệp, mẹ nó chứ, quay lại đây cho bà mày." Một cảnh tượng náo nhiệt nhanh chóng kết thúc. Lúc Ngô Khoan Nghiệp ra khỏi bệnh viện phải có đàn em đỡ lấy, gương mặt của cậu ta quấn đầy băng, chân cũng bị bó bột bằng thạch cao. "Ôi!" ôi đau chết đi được mẹ nó chứ trịnh thiên thái này bị điên à ngô khoan nghiệp lên xe vừa định đóng cửa xe lại bỗng có một bàn tay lấm lem bùn đất ấn lên cửa sau đó khương mỹ nhiên hung tợn thô bạo trèo lên xe cô ta tức giận nhìn chằm chằm ngô khoan nghiệp hét lên tên họ ngô này anh bỏ lại bà đây là có ý gì ngô khoan nghiệp cũng rất đau đầu cậu ta giải thích mỹ nhiên không phải là anh không quan tâm đến em em cũng thấy rồi đấy nhiều người đuổi theo đánh anh như thế, nếu anh đưa em đi cùng, bọn chúng lỡ tay đánh em bị thương thì sao? Anh làm như thế là dụ, hỏng súng của bọn chúng sang mình mà. Khương Mỹ Nhiên nghe thấy lời này, vén mái tóc lẫn lộn mồ hôi và bụi bẩn của cậu ta, cô ta đau lòng nhìn ngô khoan nghiệp cả người bị băng bó như bánh trưng, nói thật sao? Hu hu hu, em biết ngay là thiếu gia ngô anh thương người ta nhất mà, em xin lỗi, cục cưng bé bỏng của em ơi, em trách lầm anh rồi, anh còn đau không? Ngô khoan nghiệp hét lên thảm thiết đau, đau quá, đau quá. Khương Mỹ Nhiên cũng tức giận hét lên theo, thiếu gia ngô, anh nói xem, thiên gia này có phải bị điên rồi không? Sao lại chưa gặp đã cho người ra đánh anh rồi? Ngô khoan nghiệp cũng nhức đầu vô cùng, nói chắc chắn là có hiểu lầm gì đó rồi. Lát nữa anh sẽ điều tra rõ ràng, oai oái, đưa anh về nhà trước đã, còn bên phía tiêu chính Văn và Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn đang nấu bữa tối, trong khi Na Na đang ngồi trên sàn phòng khách chơi xếp hình. Lúc này, Khương Vi Nhan mệt mỏi trở về từ bên ngoài, đôi mắt cô đỏ hoe, trên khuôn mặt dường như còn in dấu bàn tay ửng đỏ, cô vừa vào nhà liền đi thẳng vào phòng ngủ, nhốt mình bên trong. Tiêu Chính Văn có chút nghi hoặc, anh bê đồ ăn tới trên bàn, nhẹ nhàng đi tới cửa phòng ngủ, gõ cửa và nói, Vi Nhan, ra ngoài ăn tối thôi. Không có tiếng đáp lại, trong phòng giường như còn vang lên tiếng khóc thút thít tiêu chính văn nhíu mày anh nhẹ nhàng vặn nắm đấm mở cửa sau đó dùng tay trái đóng cửa lại đi tới phía sau khương vi nhan đang nằm trên bàn khóc thầm cẩn thận hỏi làm sao vậy khương vi nhan lập tức ngồi dậy lau nước mắt cố nặn ra một nụ cười cô đứng dậy đi tới chỗ tiêu chính văn nói không sao cả chúng ta ra ngoài ăn cơm đi khương vi nhan buồn bã chán nản cô ngồi trên bàn ăn nhưng lại không muốn ăn gì tiêu chính văn liếc nhìn nana nana ngay lập tức hiểu ra cô bé nghiêng đầu hỏi mẹ ơi mẹ sao vậy ạ à? mắt mẹ đỏ hoe có phải mẹ vừa khóc không có người bắt nạt mẹ sao mẹ mau nói cho bố biết bố là siêu nhân bố sẽ đánh người xấu chạy mất dép đó khương vi nhan bật cười ôm nana trong tay cô cọ cọ lên mũi của nana nói đúng là một cô bé tinh ý mẹ không bị bắt nạt chỉ là dạo này mẹ có chút mệt mỏi. Nana nghiêng đầu, cầm trên tay món đồ chơi mới đưa cho Khương Vi Nhan, "Mẹ, đây là đồ chơi của Nana, cho mẹ chơi nè. Nana không muốn nhìn thấy mẹ khóc đâu. Nếu mẹ mệt thì mẹ nghỉ ngơi đi ạ." À. Khương Vi Nhan yêu chiều vuốt ve đầu Nana và ôm chặt lấy cô bé. Tiêu Chính Văn cũng múc cho Khương Vi Nhan một bát canh, hỏi, "Có thật là không có chuyện gì không? Em có thể nói với anh." Khương Vi Nhan nhướng mày, nhìn Tiêu Chính Văn và nói, Tiêu Chính Văn, cảm ơn anh vẫn luôn giúp đỡ em. Nhưng giữa hai chúng ta căn bản không có tình cảm gì cả, quan hệ của chúng ta cũng không hề tốt như anh nghĩ. Em cũng không có quá nhiều cảm xúc với anh, em đi đăng ký kết hôn với anh chẳng qua là vì Nana, vì anh là bố của con bé. Em không muốn cả đời này của Nana không có bố, anh hiểu chứ? Nghe tới đây, cả người tiêu chính văn run lên, anh gượng cười vi nhan sao lại vậy chứ khương vi nhan lau nước mắt nơi khóe mắt mặt mũi ửng hồng cô hít sâu một hơi vẻ mặt phức tạp nói không có chuyện gì ý của em rất rõ ràng xin lỗi anh tiêu chính văn tuy rằng anh đã giúp đỡ em rất nhiều nhưng em không cách nào chấp nhận anh được bầu không khí trở nên trầm mặc lạnh lẽo tiêu chính văn ngồi ở bàn ăn trong lòng đầy áy náy môi anh run rẩy hồi lâu mới nói anh tự trách mình, anh xin lỗi, là anh không tốt. Anh nhất định sẽ bù đắp những tổn thương năm năm trước, anh nhất định sẽ cho em và Nana một tương lai hạnh phúc nhất. Chương 64, cô ấy phát hiện rồi sao? Khương Vi nhàn ánh mắt lảng tránh, vành mắt đỏ ửng, từng giọt nước mắt long lanh lăn dài xuống má, cô đưa tay lau đi rồi ôm lấy Nana, nói, Nana, con ăn no chưa? Mẹ đưa con đi tắm cho người thơm tho rồi đi ngủ nhé. Nana lắc đầu đáp, không chịu đâu, không chịu đâu, con muốn chơi với bố, muốn chơi với bố cơ. Khương Vi Nhan nói vẻ bất đắc dĩ, hôm nay bố con mệt lắm rồi, để ngày mai rồi tiếp tục chơi với bố nhé. Nana lúc này mới bĩu môi, rời khỏi vòng tay Khương Vi Nhan rồi nhào vào lòng tiêu chính văn, hôn một cái lên mặt anh, bố ơi, thực ra mẹ nhớ bố nhiều nhiều lắm, hồi trước tối nào du con ngủ mẹ cũng kể chuyện về bố, nói bố là siêu nhân, chắc chắn bố sẽ trở về bảo vệ con và mẹ. bố ơi, bố hãy hứa với con, đừng bỏ rơi con và mẹ nữa nhé, được không bố? nói đến đoạn cuối, giọng nói cô bé trở nên yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy vẻ căng thẳng và mong chờ. sắc mặt tiêu chính văn khẽ đổi, nước mắt trào ra, anh véo khuôn mặt Nana, đáp được, bố hứa với con, chắc chắn bố sẽ không rời xa con và mẹ. Nana nghe thấy vậy thì gật đầu thật mạnh. Rồi hôn chụt một cái lên mặt Tiêu Chính Văn, sau đó quay đầu cười hi hi, nói với Khương Vi Nhan đang lau nước mắt, mẹ nghe thấy rồi chứ? Bố đã nói là sẽ không rời xa con và mẹ nữa. Khương Vi Nhan che miệng, khóc đầy vẻ đau lòng, cô đứng lên đi vào phòng ngủ. Nana bĩu môi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn hỏi, mẹ làm sao vậy bố? Tiêu Chính Văn nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu. Hôm nay sau khi từ nhà máy trở về, Khương Vi Nhan cứ như biến thành người khác, dường như có tâm sự gì đó. Đêm khuya, Tiêu Chính Văn đứng trong sân nhỏ, hút thuốc hết điếu này đến điếu khác, đứng mãi một lúc rất lâu. Trong phòng, Khương Vi Nhan mệt mỏi cả ngày cũng đã ngủ với Nana. Tiêu Chính Văn khẽ đẩy cửa phòng, nhìn thấy Khương Vi Nhan và Nana đang ngủ say, anh mới nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó bước ra sân, gọi điện thoại cho Long Nhất. Hỏi, hôm nay Khương Vi Nhan đến nhà máy nhà họ Khương có xảy ra chuyện gì không? Long nhất cung kính đáp, thưa chủ soái, sau khi giải quyết xong chuyện của Vương Đại Hải, chủ mẫu đã đến nhà máy nhà họ Khương ở khu Đông Tô. Nhà máy đó chắc do gia đình Khương Văn Kỳ phụ trách, thuộc hạ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhà máy ở khu Đông Tô, gia đình Khương Văn Kỳ phụ trách. Tiêu Chính Văn sầm mặt, lông mày dựng ngược lên, trên người tỏa ra một luồng sát khí vô cùng lạnh lẽo. Xem ra chuyện xảy ra với Khương Vi Nhan hôm nay có liên quan đến gia đình Khương Văn Kỳ rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Điều tra rõ đi, tôi muốn biết ngay chuyện gì đã xảy ra ở nhà máy, xem có phải có người bắt nạt Vi Nhan hay không, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Mười mấy phút sau, nhà máy nhà họ Khương ở khu Đông Tô. Quản đốc Tôn Bưu lúc này đang run như cầy sấy quỷ dưới đất, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Chán vã mồ hôi lạnh như mưa. Trong nhà máy rộng lớn, khoảng 100 tên đàn em mặc vest đen đứng xung quanh, ai nấy vẻ mặt hung ác, nhìn rất đáng sợ. Chỉ riêng hơi thở trên người họ đã khiến Tôn Bưu sợ đến mức quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu. Cả đời này Tôn Bưu cũng không ngờ có một ngày nhà máy lại đột nhiên có nhiều người đến như vậy. Chưa kể những người này lại còn là người của Thiên gia Trịnh Thiên Thái đứng đầu thế lực ngầm tu hà. Thiên gia là ai chứ? đó là người mà chỉ cần dậm chân là cả tu hà chấn động đấy. Bây giờ, Trịnh Thiên Thái đang đứng trước mặt ông ta, vẻ mặt lạnh lùng, nổi giận quát, tôn biêu, tôi khuyên ông tốt nhất hãy nói thật. Đắc tội vị đại nhân kia, cho dù ông có 10 cái đầu cũng không đủ đâu. 10 phút trước, ông ta nhận được điện thoại của Long Nhất, bảo ông ta huy động lực lượng trong tay để điều tra chuyện có liên quan đến tiểu thư Khương Vi Nhan nhà họ Khương ở nhà máy này trong chiều hôm nay. Trịnh Thiên Thái liền lập tức dẫn theo trăm người vây cả nhà máy này lại. Tôn Biêu lúc này quỳ dưới đất, mồ hôi lạnh ướt lưng, kêu lên, thiên gia, xin ông hãy tha mạng. Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Chiều hôm nay Khương Vi Nhan đúng là có đến nhà máy, nhưng tôi không hề nhìn thấy cô ấy. Tôi nói thật đấy, ông nhất định phải điều tra rõ ràng. Trịnh Thiên Thái nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lùng, nói Tôn Biêu, đừng diễn trò trước mặt tôi nữa, nếu ông còn muốn sống thì mau nói đi ông không còn nhiều thời gian đâu nếu ông còn không nói chờ lát nữa vị đại nhân kia đến thì ông muốn nói cũng không còn cơ hội đâu việc này tôn biu nghe vậy thì vẻ mặt căng thẳng quỳ dưới đất lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán trong lòng vô cùng rối rắm trịnh thiên thái lạnh lùng hư một tiếng biết tôn biu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ bèn để lại một câu tự lo lấy thân trịnh thiên thái nói xong liền đứng một bên dường như đang chờ ai đó. tôn bưu quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy. người mà đến trịnh thiên thái cũng phải sợ hãi như vậy thì phải có thân phận khủng khiếp cỡ nào chứ? thiên gia, thiên gia, tôi nói, tôi nói, xin ông hãy nói đỡ giúp tôi. chuyện này thực sự không liên quan gì đến tôi cả, là khương văn kỳ và tiết mai làm. bọn họ đánh khương vi nhan, còn bắt cô ấy hãy lo liệu hậu quả nếu đối đầu với bọn họ lúc đó tôi chỉ đứng ở bên cạnh xem chứ đâu dám chen miệng vào tôn bưu cuống lên nói một lèo bây giờ mới nói thì muộn rồi cứ ngoan ngoãn quỳ đó chờ vị đại nhân kia đến đi trịnh thiên thái lạnh lùng nói tôn bưu gật đầu mồ hôi cũng không dám lau nữa đúng lúc này một người đàn ông vóc dáng cao lớn bước từ cửa vào đầy vẻ lạnh lùng tiêu chính văn vừa bước vào trịnh thiên thái đã đích thân mang một chiếc ghế tới cho anh hành động này khiến tôn biêu biến sắc đồng thời trong lòng cũng vô cùng sợ hãi ông là tôn biêu à tiêu chính văn ngồi xuống khí thế tỏa ra lập tức khiến tôn biêu đang quỳ dưới đất cảm thấy không thở nổi vâng 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 là tôi đây tôn biêu vội vàng trả lời cung kính mồ hôi túa ra như mưa giọng nói cũng run rẩy tiêu chính văn khoanh hai tay trước ngực lạnh lùng hỏi vừa nãy tôi đã nghe thấy rồi là khương văn kỳ và tiết mai bắt nạt vợ tôi khương vi nhan sao Tôn Biêu lắp bắp, vâng, vâng, hôm nay bọn họ đến tìm tôi, cho tôi 500.000, muốn tôi kết hợp với bọn họ đối phó Tiểu Thư Khương. Đúng lúc Tiểu Thư Khương đến, xảy ra tranh chấp với bọn họ, bọn họ đã tát cô ấy hai cái, còn nói rất nhiều lời khó nghe, Tôn Biêu không ngờ Khương Vi Nhan là vợ của Tiêu Chính Văn. Đó chẳng phải là con chó hoang nhà họ tiêu mà dạo này nhà họ Khương đồn thổi suốt đấy sao? Đó chẳng phải là tên ăn hại sao? nhưng tại sao đến trịnh thiên thái cũng sợ hắn đến vậy rốt cuộc hắn là người thế nào tiêu chính văn nghe thấy vậy sát khí trên người ngày càng đậm hơn sự lạnh lùng tỏa ra từ người anh khiến tất cả mọi người đều sợ hãi không dám ngẩng đầu thậm chí đến nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống phịch trịnh thiên thái lập tức quỳ xuống nói xin ngài bất giận tôn biêu nhìn thấy trịnh thiên thái quỳ xuống thì trong lòng vô cùng kinh hoàng và sợ hãi đây là long đầu của thế lực ngầm thu hà, vậy mà bây giờ lại quỳ gối trước cậu thanh niên trước mặt này. Lúc này tiêu chính văn mới thu bớt khí thế trên người lại, lạnh lùng nhìn tôn bưu nói, ông biết nên làm gì rồi đấy. Tôn bưu dập đầu như giã tỏi, nói tôi biết, tôi biết, tôi sẽ lập tức trả lại tiền, cũng đoạn tuyệt quan hệ với vợ chồng Khương Văn Kỳ. Tôi nhất định sẽ đứng về phía tiểu thư Khương, giúp cô ấy hoàn thành đơn đặt hàng. Xin ngài rộng lượng cho tôi một đường sống. Tiêu Chính Văn đứng dậy, nhìn Trịnh Thiên Thái nói: "Ông hãy xử lý những việc còn lại, đừng khiến tôi thất vọng." Trịnh Thiên Thái gật đầu cung kính đưa tiễn, Tiêu Chính Văn cũng cất bước rời đi. Anh không được ra ngoài quá lâu, càng không được để lộ thân phận của mình, nếu không sẽ gặp phải những rắc rối không cần thiết. Vừa về đến sân nhỏ, Tiêu Chính Văn đã nhìn thấy Khương Vi Nhan khoác áo chờ anh trong phòng khách. "Anh đi đâu vậy?" Khương Vi Nhan mở miệng hỏi. Tiêu Chính Văn sững người, có chút ngại ngùng gãi đầu, lẽ nào Khương Vi Nhan đã phát hiện ra gì sao? chương 65 là Tiêu Chính Văn làm sao? Tiêu Chính Văn đóng cửa lại, mỉm cười nói, buổi tối anh ăn hơi nhiều, không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một chút. Sứt lời, anh bước tới chỗ Khương Vi Nhan, ngồi xuống, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh giá của cô, nhưng Khương Vi Nhan dường như hơi ngại, cô cố sức rút tay ra, vuốt sợi tóc xóa trước mặt lên tai, đã về đến nhà rồi thì anh đi nghỉ ngơi sớm đi. Khương Vi Nhan đứng dậy, đi dép lê vào phòng ngủ, vừa tới cửa thì dừng lại, tựa như do dự hồi lâu mới nói, từ nay về sau, anh đừng quan tâm tới chuyện của em nữa, coi như em xin anh đấy, cảm ơn. Tiêu chính văn nhìn cánh cửa đóng kín, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, anh ngồi lên ghế sofa, nhìn tấm ảnh chụp chung của Khương Vi Nhan và Nana trên bàn trà, phông nền của bức ảnh là công viên, trên bầu trời còn có những cánh diều, mà Nana thì đang thổi bong bóng, hai mẹ con cười vui vẻ trước ống kính, rất hạnh phúc. Tiêu chính văn cầm khung ảnh lên, vẻ mặt anh vô cùng cảm động, nơi hốc mắt có giọt nước chảy ra, anh đưa tay lau đi, vi nhan, Nana, hai mẹ con yên tâm, anh sẽ không để hai người phải chịu khổ đâu. Ngày hôm sau, gia đình ba người Khương Văn Kỳ đã đến công ty từ sáng sớm. Khương Mỹ Nhiên bước trên đôi giày cao gót, cô ta mặc một chiếc váy dài màu đen, hở ngực và hở lưng. Trông cô ta vô cùng xinh đẹp, gợi cảm nhưng lại xen lẫn cảm giác lạnh lùng. Cô ta ngang ngược, tùy tiện đẩy cửa phòng làm việc vừa được sắp xếp cho Khương Vi Nhan rồi bước vào, để đồ của mình lên bàn của Khương Vi Nhan, tức giận nói, Khương Vi Nhan. Cô bị làm sao thế? Tại sao lại tạm dừng sản xuất vật liệu ở nhà máy khu Đông Tô? không phải công việc của cô là đi đàm phán với mấy nhà máy này à? Cô có biết rằng thứ quý giá nhất bây giờ là thời gian không? Cô chỉ hoãn một ngày làm việc của nhà máy, phía trung tâm mua sắm cũng sẽ chỉ hoãn tiến độ xây dựng mất một ngày. Đến lúc đó, nhà họ Khương tôi sẽ bị tổn thất lợi nhuận. Tôi thấy cô đúng là không đủ tư cách để làm người phụ trách chính. Khương Vi Nhan vội vàng đứng dậy, nói chị Mỹ Nghiên, em xin lỗi, em đang chuẩn bị đi đến đó một chuyến. Sứt lời, Khương Vi Nhan định cầm tài liệu và túi rời đi, nhưng Khương Mỹ Nghiên đã nắm lấy cánh tay của Khương Vi Nhan, cô ta tát vào mặt Khương Vi Nhan một cái, chỉ vào mũi cô mà chửi bới, đi cái gì mà đi. Một đứa lẳng lơ như cô thì đàm phán được cái quái gì. Hôm nay tôi tới là để cảnh cáo cô, đường dây sản xuất ở mấy nhà máy này giao cho tôi phụ trách đi, cô chỉ cần phụ trách tiến độ công trình bên phía trung tâm mua sắm là được rồi, những chuyện khác cô đừng xen vào. Nhớ đấy, ông nội có hỏi, cô không được phép nói linh tinh gì cả. Bằng không tôi xé rách cái miệng này của cô đấy. Khương Vi nhàn ôm đôi má đỏ lượng lên, đứng yên, đôi mắt cô đẫm lệ, vô cùng oan ức, nói chị Mỹ Nghiên, nhưng ông nội đã để em phụ trách toàn bộ dự án mà. Hừ, Khương Mỹ Nghiên hừ một tiếng lạnh lùng, vẻ mặt lạnh thanh quát đừng lấy ông nội ra để chèn ép tôi cho dù ông nội phát hiện ông vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở mà thôi nếu cô còn muốn sống ở cái nhà này tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói bằng không tôi sẽ có cách đối phó với cô và đứa con hoang đó của cô nói xong khương mỹ nghiên quay người kiêu ngạo hất cầm đi ra ngoài vừa ra đến cửa còn quay đầu cảnh cáo à đúng rồi nếu cô dám nói với tiêu chính văn kia tôi cũng không tha cho cô đâu mãi cho đến khi khương mỹ nghiên rời đi khương vi nhan mới oan ức ngồi xổm trên mặt đất mà khóc tuy nhiên sau một hồi khóc lóc cô vẫn đứng dậy và xách túi rời khỏi công ty đến nhà máy khu đông tô mà bên này trong phòng làm việc của khương mỹ nghiên khương văn kỳ và tiết mai đang ngồi trên ghế sofa nhìn thấy khương mỹ nghiên bước vào tiết mai vội vàng đứng dậy kéo cô ta và hỏi con gái thế nào rồi con danh đó có đồng ý không? Khương Mỹ nghiền ậm ừ nói, mẹ, mẹ đừng lo lắng, con lẳng lơ kia dám cáo trạng, con sẽ cho người đánh chết cô ta. Hơn nữa, cô ta không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa con hoang của cô ta chứ. Tiết Mai gật đầu liên tục, bà ta cười gian xảo, nói thế thì tốt quá rồi. Khương Văn Kỳ lúc này cũng nhấp một ngụm trà, nói tuy nhiên, phía bên quản đốc tôn vẫn phải hỏi chuyện trước để tránh xảy ra sai sót. Khương Mỹ Nhiên gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm số của Tôn Biêu, kết quả là Tôn Biêu ở đầu dây bên kia gào lên, đừng gọi cho tôi nữa. Tôi đã quyết định ký hợp đồng hợp tác sản xuất toàn diện với tiểu thư Khương Vi Nhan rồi. 500.000 mà cô đưa cho tôi, người của tôi có lẽ đã gửi lại cho cô rồi đấy. Tốt, cuộc gọi bị cúp máy, Khương Mỹ Nhiên không nói lời nào, sướng sờ đứng ngây ra tại chỗ. Có chuyện gì vậy, Khương Văn Kỳ thấy sắc mặt cô ta không ổn nên lập tức hỏi. Khương Mỹ nghiên nhăn mày nói, bố, ông Tôn Biêu kia nói rằng ông ta đã ký hợp đồng hợp tác sản xuất toàn diện với Khương Vi Nhan rồi. Ông ta cũng nói rằng ông ta đã trả lại 500.000 tệ chúng ta gửi ngày hôm qua, vừa dứt lời, một trợ lý từ bên ngoài xông vào, vội vàng kêu lên, phó chủ tịch Khương, giám đốc Khương, xảy ra chuyện rồi. Bên ngoài có hơn chục người từ nhà máy, bọn họ muốn gặp hai người ạ. À? Trợ lý nọ còn chưa nói xong thì hàng chục người đàn ông mặc đồng phục nhà máy đã náo loạn, xông vào từ bên ngoài. Họ thô bạo đến mức đẩy trợ lý nọ sang một bên, ném túi tiền trên tay anh ta xuống đất và hét lên, "Phó chủ tịch Khương, quản đốc Tôn của chúng tôi nói rằng ông ấy không cần số tiền bẩn này của ông nữa, đồng thời cũng không muốn cùng thuyền cùng hội làm việc xấu xa với các người. Quản đốc Tôn của chúng tôi đã ký hợp đồng hợp tác sản xuất toàn diện với tiểu thư Khương Vi Nhan rồi." các người bỏ ngay ý định hối lộ quản đốc tôn của chúng tôi đi. Nói xong, khoảng hơn chục công nhân nhà máy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhân viên của công ty, rồi nghênh ngang rời đi. Sắc mặt gia đình ba người Khương Văn Kỳ tái mét, lo lắng vô cùng. Trong phút chốc, toàn bộ khu phòng làm việc như bùng nổ tin tức. Không phải chứ, Phó Chủ tịch Khương thật sự đã hối lộ quản đốc tôn. Không ngờ, để đối phó với Khương Vi Nhan kia, Phó chủ tịch Khương lại dùng loại thủ đoạn thâm hiểm này, mất công chúng ta còn tưởng rằng ông ta là người tốt chứ. Ha ha, nhà tư bản thì có người nào tốt chứ? Cô chỉ cần nhìn Khương Mỹ Nghiên suốt ngày bắt nạt chúng ta liền biết bộ mặt gia đình bọn họ như thế nào mà. Khương Văn kỳ tức giận đến mức nghiến răng ken két, gào to, nói bậy bạ gì đó. Không muốn đi làm nữa đúng không? Cút đi làm ngay cho tôi, ai còn khua môi múa mép, tôi lập tức đuổi kẻ đó sau đó khương văn kỳ tức giận đóng cửa lại nhìn nửa triệu tệ nằm rải rác trên mặt đất ông ta tức giận đập vỡ bộ ấm trà bực mình nói con bé khương vi nhan này được lắm tâm cơ cũng chẳng phải dạng vừa tên tôn biêu này hôm qua mới nhận được tiền hôm nay đã trở mặt không quen biết chúng ta ngay được khương mỹ nghiên cũng nói với vẻ mặt lo lắng bố chúng ta phải làm gì bây giờ làm thế nào mà con danh này có thể hợp tác được với tôn biêu bố nói xem có khi nào giữa hai người họ có bí mật không thể nói ra không lông mày khương văn kỳ nhíu lại trợn tròn hai mắt nói đúng 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 con chó cái này tám chín phần là đã ngủ với tên dâm dê tôn biêu mỹ nhiên con lập tức cho người đến nhà máy xem xem tốt nhất là nên lấy được bằng chứng ngoại tình của bọn nó bố muốn vạch trần bộ mặt xấu xa của bọn chúng trước cuộc họp chủ tịch hội đồng quản trị vâng ạ à, khương mỹ Nghiên đáp ngay lập tức liên lạc với một số người bên phía nhà máy của Tôn Biêu, nửa tiếng trước ông ta nhận được điện thoại của Khương Vi Nhan báo rằng cô chuẩn bị qua đây, ông ta đình công cả nhà máy, cho tất cả công nhân ra đứng ở cổng nhà máy, xếp thành nhiều hàng, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc, cung kính chờ đợi sự xuất hiện của Khương Vi Nhan. Tôn Biêu cũng dẫn theo một số giám đốc và thư ký, đứng ở hàng đầu, khiêm nhường nhìn nơi đầu phố. Cuối cùng cũng thấy Khương Vi Nhan xuống xe, Tôn Biêu bước nhanh tới, ông ta nở nụ cười nịnh nọt, cúi người 90 độ, xin lỗi, giám đốc Khương, cô đến rồi. Tôi xin lỗi cô vì hành động và lời nói của tôi ngày hôm qua. Mong cô đừng chấp tôi nhé. Nhà máy của chúng tôi sẵn sàng tuân theo sự sắp xếp và quản lý của giám đốc Khương. Phía sau ông ta, một nhóm công nhân nhà máy đều đồng thanh hô to, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của giám đốc Khương. Cảnh tượng này khiến Khương Vi Nhan bị dọa sợ, cô ôm chặt tài liệu trên tay, khuôn mặt cô run rẩy, hỏi quản quản đốc tôn ông đang làm gì vậy nghĩ một lúc tôn biêu bịch một tiếng quỳ trên mặt đất và hét lên giám đốc khương cô hãy tha thứ cho tôi đi hôm qua tôi đúng là bị ma xui quỷ khiến mà cô yên tâm tôi đã cắt đứt quan hệ với gia đình khương văn kỳ rồi từ nay về sau tôi sẽ làm tay sai cho cô cô bảo tôi đi về phía đông tôi tuyệt đối không đi về phía tây tôi xin dập đầu xin lỗi cô khoảnh khắc ấy khương vi nhan hoàn toàn hoảng sợ cô vội vàng đỡ tôn biêu nói quản đốc tôn ông làm gì vậy ông đứng dậy đi không 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 hôm nay giám đốc khương không tha thứ cho tôi tôn biêu tôi sẽ cứ quỳ ở đây tôn biêu có bị đánh chết cũng không đứng dậy ông ta không dám đứng dậy tối qua lúc trịnh thiên thái rời đi đã nói rằng ngày mai nếu không được cô khương tha thứ tôn biêu ông cứ việc chui vào túi nhét đầy đá rồi bỏ xuống sông đi khương vi nhan cũng rất bất lực vội vàng nói quản đốc tôn ông đứng dậy đi tôi tôi tha thứ cho ông tôn biêu nghe thấy lời này lập tức vui mừng đứng lên nhưng vẫn rất khiêm tốn đứng bên cạnh khương vi nhan nói giám đốc khương mọi công việc đã được chuẩn bị xong xuôi cô có thể đến nhà máy để kiểm tra bất cứ lúc nào chờ đã khương vi nhan do dự nói quản đốc tôn tôi muốn hỏi sao tự nhiên ông lại ký hợp đồng hợp tác sản xuất với tôi có phải có người bắt ông làm thế không? Là ai sai ông? Khương Vi Nhan không ngốc, ngày hôm qua tôn biêu vô cùng xem thường cô, hôm nay lại suýt chút nữa dùng cái chết để tả tội. Hơn nữa, nghĩ đến chuyện tối hôm qua tiêu chính văn lén lút đi ra ngoài, trong lòng Khương Vi Nhan bỗng nảy ra một suy đoán đáng sợ. Chẳng lẽ là tiêu chính văn giúp cô? chương 66, khinh người quá đáng. Tôn Biêu nghe thấy vậy thì lập tức ngẩn người, sau đó cười nói, đâu, đâu có, tiểu thư Khương nghĩ nhiều rồi, tôi đây là biết sai sửa sai, phát hiện đám Khương Văn Kỳ chẳng phải tốt lành gì, theo bọn họ kiếm ăn chẳng bằng theo tiểu thư Khương còn hơn. Gương mặt Khương Vi Nhan lộ vẻ khó hiểu, nhưng cũng không truy hỏi tiếp, mà vào nhà máy cùng với ông ta. Ở bên này, một nhân viên được Khương Mỹ nghiên liên lạc nhìn thấy cảnh này từ xa, đáy mắt lóe lên vẻ khó hiểu, nhanh chóng gọi điện lại, nói, giám đốc Khương, Khương Vi Nhan và Tôn Biêu vào nhà máy rồi. Có thấy gì không, Khương Mỹ Nhiên lúc này đang ở trong phòng làm việc, suốt sáng hỏi. Không, không có gì cả, Tôn Biêu kia cứ như biến thành một người khác vậy, còn quỳ xuống xin lỗi Khương Vi Nhan nữa, nhân viên trả lời, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Khương Mỹ Nhiên nghe thấy vậy thì nhíu mày, ừ một tiếng, nhanh chóng cúp điện thoại, nhìn Khương Văn Kỳ ở bên cạnh, nói bố, Tôn Biêu quỳ xuống xin lỗi Khương Vi Nhan, sao cơ. Có chuyện gì vậy, cái loại tiểu nhân chỉ biết đến lợi ích như tôn biu mà lại quỳ xuống xin lỗi người không chống lưng, không thực lực như Khương Vi Nhan sao, Khương Văn Kỳ nhíu mày, mắt mở to, chắp tay sau lưng. Không đúng, không đúng, chắc chắn có người khác đứng đằng sau chuyện này. Xem ra Khương Vi Nhan này đã móc nối với ông lớn máu mặt nào đó ở bên ngoài rồi. Khương Văn Kỳ nghĩ một lát, nói đầy vẻ chắc chắn, đồng thời nở nụ cười lạnh lùng dữ tợt. Nói, Mỹ Nhiên này, mấy ngày nay con cứ qua lại bình thường với Khương Vi Nhan, xem có phải sau lưng nó có người máu mặt nào giúp hay không. Tốt nhất là tìm được chứng cứ trực tiếp, chỉ cần nó làm chuyện bất chính nào đó thì chúng ta có thể xử lý nó rồi. Khương Mỹ Nhiên không tình nguyện đáp, vâng ạ. Còn ở bên Tiêu Chính Văn, vừa sáng sớm anh đã ôm Nana ra khỏi nhà, nơi anh đến là cửa hàng 4S ở gần đó. Bởi vì mấy hôm nay Khương Vi Nhan đi làm đều vội vội vàng vàng cho kịp xe buýt, Tiêu Chính Văn thấy vậy xót xa trong lòng, vợ mình phải có một chiếc xe, như vậy thì cô ấy không cần phải vất vả dậy sớm hàng ngày nữa. Khi Tiêu Chính Văn ôm Nana xuất hiện ở cửa hàng 4S, 7, 8 cô nhân viên bán hàng đang tám chuyện trong sảnh trưng bày rộng lớn, không ai chú ý đến anh. Thế là anh tự xem một chiếc Mercedes dòng E-Class, cũng không đắt lắm, 500.000 tệ anh mở cửa xe đang chuẩn bị ngồi vào thử xem đột nhiên một giọng nói bất mãn và khinh bỉ vang lên phía sau làm cái gì đấy ai cho anh vào đây mở cửa xe lung tung gì đấy làm hỏng anh có đền nổi không ngay sau đó một cô gái trẻ mặc đồng phục đen chân đi tất lưới đen lắc eo bước tới khí chất lạnh lùng vẻ mặt cô ta đầy khinh khỉnh tôi xem xe thì sao chứ tiêu chính văn nhíu mày nói xem xe anh xem xe gì? Anh tưởng anh mua nổi chiếc xe này chắc? Mở to mắt ra mà xem, chiếc xe này là mẫu mới nhất của Mercedes E-Class, 600.000, nữ nhân viên bán hàng kia lạnh lùng nói, đánh giá tiêu chính Văn đang bế na na, tỏ vẻ rất coi thường. Tôi biết chứ, nên tôi muốn mua nó, tiêu chính Văn đáp lời. Ha ha ha, anh nói gì cơ? Nhìn anh thế này mà còn muốn mua Mercedes E-Class sao? Anh này, anh tự soi lại bản mặt mình đi. Dẫn con đến xem xe không nói thì thôi, lại còn to mồm nói muốn mua xe. Loại người đến xem nhưng không mua như các anh mỗi ngày có tới mười mấy người, tôi nhìn phát chán rồi. Đi mau, đi mau. Chỗ này không chào đón các anh, nữ nhân viên bán hàng kia bắt đầu lạnh lùng giơ tay mắng mỏ Tiêu Chính Văn. Sắc mặt Tiêu Chính Văn lập tức trở nên rất khó coi. Các nữ nhân viên bán hàng khác xung quanh cũng nhìn cảnh này như đang xem trò cười, sau đó cười nói châm chọc, ha ha. Chết cười mất thôi, ăn mặc như thằng bần nông mà còn đòi mua xe. Lúc nãy bước vào tôi đã nhìn thấy rồi, cả người cộng lại không nổi 300 tệ, thế nên tôi cũng chẳng buồn tiếp đón anh ta. Ôi, tôi nghĩ trước cửa hàng chúng ta nên dựng tấm biển người nghèo và chó không được bước vào, nếu không ngày ngày hầu hạ mấy kẻ chỉ xem không mua, phiền muốn chết. Cô nhân viên bán hàng kia cũng nhíu mày, vẻ mặt khinh khỉnh cười lạnh lùng, quát mắng, anh nghe thấy chưa, còn không cút đi nana được tiêu chính văn bế trong lòng bị tiếng quát mắng của cô nhân viên làm cho giật nảy mình khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng sợ hãi nói bố ơi chúng ta đi thôi con sợ tiêu chính văn mỉm cười xoa đầu nana nói được sau đó anh nhíu mày lạnh lùng nhìn chằm chằm cô nhân viên kia hỏi cô tên là gì cô nhân viên bán hàng bật cười khoanh hai tay trước ngực bộ ngực vô cùng đầy đặn khinh bỉ nói sao nào Muốn biết tên tôi để tìm người đối phó tôi chắc. Bà đây cũng nói luôn cho anh biết, tôi tên là Từ Nghệ Dung. Biết rồi thì mau biến đi. Trướng cả mắt, nghèo rớt mùng tơi lại còn đòi mua xe. Sứt lời, cô nhân viên xoay người, lắc bờ mông căng tròn rời đi, chẳng thèm để ý đến sắc mặt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn xoay người, lập tức rời khỏi cửa hàng Mercedes 4S, ra khỏi cửa anh liền gọi điện thoại cho Long Nhất. Nói cửa hàng Mercedes 4S trên đường Hải Đường, Bảo Trịnh Thiên Thái mang người mang đồ tới. Tiêu Chính Văn nói xong, xoay người bước về phía cửa hàng BMW 4S bên cạnh. Anh vừa vào cửa đã cảm nhận được bầu không khí vô cùng nhiệt tình, cậu nhân viên bán hàng tươi cười chào đón, hơi cúi người, hỏi đầy cung kính, anh đến mua xe ạ. À? Anh đã xem loại nào trước chưa? Tiêu Chính Văn lắc đầu, đáp chưa, cậu giới thiệu cho tôi mẫu kia đi. Tiêu Chính Văn chỉ vào chiếc BMW 5 Series mẫu mới nhất. Vâng thưa anh, chiếc này là BMW 5 Series của chúng tôi. Nó là, nam nhân viên nhanh chóng giới thiệu về mọi mặt như công năng và giá cả của chiếc xe. Tiêu Chính Văn đứng bên cạnh vừa nghe vừa gật gù, cuối cùng rút luôn chiếc thẻ ngân hàng ra, nói quẹt thẻ đi, tôi lấy chiếc này. Chà, cậu nhân viên kia lập tức xứng người, còn hơi ngây ra, hỏi lại cho chắc, anh chắc chắn muốn mua chiếc này chứ không cần nghe tôi giới thiệu nữa sao tiêu chính văn cười đáp không cần đâu ổn đấy chứ tôi mua cho vợ tôi chiếc xe thôi mà hơn nữa con người cậu cũng tốt cậu nhân viên kia nghe vậy thì mặt tươi như hoa vội vàng gật đầu nói vâng thưa anh tôi làm thủ tục cho anh ngay đây anh cứ chờ ở khu vực nghỉ ngơi một lát ở đó có đồ ăn vặt bánh ngọt các bạn nhỏ thích lắm đấy cậu nhân viên nói xong dẫn tiêu chính văn đến khu vực nghỉ ngơi đồng thời mang bánh ngọt đến cúi người đưa cho Nana na đang nhìn không chớp mắt, tiện tay xoa đầu cô bé, nói cô bé đáng yêu quá, tuần trước vợ tôi cũng mới sinh, nếu đáng yêu như con gái anh thì tốt quá. Tiêu chính văn mỉm cười đáp, sẽ thế mà. Sau đó, cậu nhân viên kia nhanh chóng đến phòng làm việc của giám đốc làm thủ tục. Không đến 10 phút đã làm xong tất cả mọi thủ tục, tiêu chính văn cầm chìa khóa xe, lấy xe luôn. Phụt phụt phụt, ở cửa cửa hàng BMW 4S, Tất cả các nhân viên đứng thành hai hàng, tay cầm pháo hoa cầm tay, bắn liền 10 phát, kêu lên, chúc mừng anh tiêu lấy xe, chúc anh thuận buồm xuôi gió. Đây chính là vấn đề lễ nghi của cửa hàng bọn họ, để khách hàng có cảm giác thân thiết như đang ở nhà. Động tĩnh này đương nhiên thu hút sự chú ý của các nhân viên cửa hàng Mercedes 4S bên cạnh. 7, 8 cô nhân viên bán hàng chen ra cửa, cắn hạt dưa nhìn sang, "Ôi, cửa hàng bọn họ vừa sáng ra đã mở hàng rồi." Ai thế nhỉ, nhìn có vẻ trả một cục lấy xe luôn, ấy ấy ấy, ra rồi ra rồi. Chị Tư, chị mau ra xem đi. Xem ra là cậu ấm cô chiêu giàu có nào rồi, tốc độ mua xe này được đấy, sao không đến cửa hàng chúng ta nhỉ? Từ Nghệ Dung lúc này cũng lắc mông bước tới, nhìn theo ánh mắt của bọn họ, thấy một chiếc BMW 5 series mẫu mới nhất lái ra khỏi cửa hàng BMW 4S bên cạnh. Ấy, các cô nhìn người lái xe kìa sao giống người đàn ông vừa nãy bị chúng ta đuổi thế nhỉ? Cũng không biết là ai kêu lên một tiếng, tất cả mọi người đều ngẩn người ra, nhìn chằm chằm bóng người ngồi ở ghế lái. chương 67, thiên gia, đến rồi. Nhìn theo tầm mắt mọi người liền thấy mấy người đàn ông mặc vest, đang dõi mắt theo chiếc 5 series đang chậm rãi lái ra khỏi cửa hàng 4S, gật đầu cúi chào, có vẻ rất tôn kính. Mấy người bọn họ đương nhiên cũng biết người dẫn đầu, chính là giám đốc tiền của cửa hàng BMW 4S. Nói vớ vẩn gì đấy? Sao có thể là cái tên nghèo kiết xác vừa nãy được, từ nghệ dung lập tức lạnh lùng buông một câu, tuyệt đối không tin. Cũng đúng, cái tên kia ăn mặc bình thường, còn mang cả con đến xem xe, vừa nhìn đã biết là chỉ xem không mua. Nếu hắn mua chiếc BMW 5 Series kia thì tôi sẽ vặt đầu xuống cho hắn làm bóng đá. Một nhân viên bán hàng khác nói hùa theo, sau đó cả đám người cười ầm lên. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến cả đám nhân viên nọ đang mồm năm miệng 10 im bặt, đồng thời trợn to mắt. Bởi vì tiêu chính văn bước từ trên xe xuống, bế theo Nana nói với giám đốc tiền mấy câu, sau đó xoay người, nhìn đám nhân viên bán hàng đã ngây như khúc gỗ trước cửa hàng Mercedes 4S, mỉm cười một cái. Lần này thì từ nghệ dung và bảy, tám cô nhân viên bán hàng đều ngây hẳn ra, đầu óc trống rỗng. Trời ơi, đây, đây, đây đúng là hắn sao? Sao có thể thế được? Kia chẳng phải tên nghèo kiết xác đó sao? Sao hắn lại có tiền mua BMW 5 Series chứ? Chiếc xe đó chắc là hàng tốt, 600.000 à? Mẹ kiếp, vừa nãy tôi đã làm gì chứ? Hắn vốn muốn mua Mercedes E-Class, thế mà tôi lại không tiếp đón hắn. Đám nhân viên bán hàng không còn bình tĩnh được nữa. Từ nghệ dung lại càng trợn to mắt hơn, trong lòng hối hận muốn chết rõ ràng chỉ là một tên nghèo kiết xác, tại sao hắn lại có tiền mua BMW 5 Series chứ? Tuy chiếc xe này chỉ 600.000, nhưng người bình thường cũng khó mà mua được, cho dù là cô ta cũng không mua nổi. Ước mơ của cô ta là ngồi khóc trong xe BBA cơ mà. Chị Tư, khách hàng này là bị chị đuổi nhỉ? Hay là chị qua đó hỏi xem, đúng lúc này, cũng không biết ai nói như vậy, tất cả mọi người lập tức đổ dồn mắt nhìn từ nghệ dung. Từ nghệ dung vô cùng xấu hổ, cắn chặt răng, cô ta dậm chân, xải đôi chân dài trong tất lưới đen, chạy bước nhỏ đến trước mặt tiêu chính văn đang chuẩn bị lên xe, ngăn chiếc xe lại, hỏi chiếc xe này là anh mua sao? Tiêu chính văn nhíu mày, nhìn từ nghệ dung sắc mặt không dám tin, hỏi vặn lại có vấn đề gì sao? Từ nghệ dung lập tức kêu lên, tôi không tin, cái vẻ nghèo rất mùng tơi này của anh, sao có thể mua được chiếc xe ngon thế này chứ? Anh, chắc chắn là anh thuê." Tiêu Chính Văn lập tức cười lạnh lùng, nói: "Cô này, chiếc xe này đắt lắm sao?" "Chà." Từ Nghệ Dung nghe vậy, trong lòng thoát lên một cái, 600.000 mà không đắt chắc. "Cái tên này có cần phải ra vẻ như vậy không?" Từ Nghệ Dung hét lên, "Anh lấy hợp đồng mua xe ra đây cho tôi xem." Tiêu Chính Văn cười nói, "Đầu óc cô có vấn đề à?" "Sao tôi phải đưa cho cô xem?" "Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà." anh mua sao được chiếc xe này anh chỉ thuê thôi anh là đồ nghèo kiết xác từ nghệ dung lập tức như nắm được nhược điểm của tiêu chính văn lớn tiếng kêu lên nhưng bốp giám đốc tiền ở bên cạnh bước tới tát một cái thật mạnh lên mặt từ nghệ dung vẻ mặt ông ta lạnh lùng tức giận nói từ nghệ dung đủ rồi đấy cô thái độ gì với khách hàng của chúng tôi vậy chiếc xe này cậu tiêu vừa mới bỏ tiền ra mua đấy tháng trước cô nhảy việc sang đó tôi còn chưa tính sổ với cô đâu. Bây giờ cô còn dám la lối với khách hàng của tôi nữa, cô có tin tôi cho cô khỏi sống trong ngành này nữa không? Giám đốc tiền nổi giận, ông ấy đã ngứa mắt từ nghệ dung này từ lâu rồi. Vừa ngấm ngầm vừa công khai lôi kéo không ít khách hàng của ông ấy sang cửa hàng bên cạnh. Từ nghệ dung ôm cái má đỏ bừng, chỉ vào giám đốc tiền, tức giận nói, họ tiền kia. Dựa vào đâu mà ông đánh tôi? Dựa vào đâu à? Dựa vào việc cô chặn đường khách hàng của tôi, bất kính với khách hàng của tôi, giám đốc tiền gầm lên giận dữ, tiếng gầm này khiến từ nghệ dung cũng run rẩy cả người. Sau đó, ông ấy xoay đầu, cười nói với tiêu chính văn đầy vẻ cung kính, cậu tiêu, khiến cậu chê cười rồi, tôi tiến cậu nhé. Tiêu chính văn cười nhạt, nói, không cần đâu, chờ thêm đi, chắc là sắp rồi. Sắp rồi, giám đốc tiền ngẩn người, mày nhíu chặt lại, hoàn toàn không hiểu ý của Tiêu Chính Văn. Đúng lúc này, mấy chục chiếc Mercedes màu đen từ góc phố lao vào bãi đỗ xe ở trước cửa hàng Mercedes 4S. Sau đó, cửa xe mở ra, mấy chục tên đàn em mặc vest đen nhảy từ trên xe xuống, cung kính chờ đợi cửa xe của chiếc Maybach dẫn đầu mở ra. Cảnh tượng này khiến không ít người hoảng hốt. Nhất là các nhân viên của cửa hàng Mercedes 4S, tất cả đều chạy ra, vẻ mặt cung kính và vui mừng có khách sộp đến rồi. đến tổng giám đốc của cửa hàng Mercedes 4S lúc này cũng vội vàng chạy từ trong cửa hàng ra, còn suýt nữa ngã sắp mặt xuống đất. nhất thời, trước cửa hàng Mercedes 4S có mấy chục tên đàn em vest đen đứng đó, còn đối diện là mười mấy nhân viên của cửa hàng, dưới sự dẫn đầu của tổng giám đốc, ai nấy cung kính khom lưng chờ đợi. từ nghệ dung đương nhiên cũng lạnh lùng chừng mắt với tiêu chính văn một cái, khinh bỉ nói, hư mua một chiếc BMW rách thì có gì mà giỏi. Nhìn đi, đây mới là người có tiền. Xứt lời, cô ta vội vàng nhấc giày cao gót chạy qua đó, đây là khách sộp, cô ta nhất định phải nắm được trong tay. Đến giám đốc tiền giờ phút này cũng tỏ vẻ hâm mộ, nói trời, lần này cửa hàng bọn họ lại kiếm ăn được rồi. Người có máu mặt thế này, e là phải mua cả cửa hàng mất. Tiêu chính văn nghe vậy, cười nhạt nói, nhỡ không phải mua xe thì sao? Giám đốc tiền nghe xong, sắc mặt kinh ngạc, tỏ vẻ khó hiểu. Sau đó, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, cửa chiếc may kia mở ra, trịnh thiên thái mặc vest màu xám, đội chiếc mũ phớt màu xám, khóe miệng ngậm tẩu ngọc, nhấc chân bước xuống. Thiên gia, trong chớp mắt, cả bãi đỗ xe vang lên tiếng la hét ẩm ý. Tổng giám đốc cửa hàng Mercedes 4S đã sợ đến mức chán túa mồ hôi lạnh, bước lên, nói với vẻ cung kính nịnh nọt, thiên gia, không ngờ là ông đến, mời vào trong, mời vào trong. Đây là long đầu của thế lực ngầm tu hà, thiên gia trịnh thiên thái. Là người mà chỉ một câu nói cũng có thể khiến cả cửa hàng 4S biến mất. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trịnh thiên thái lạnh lùng trợn mắt với ông ta một cái, sau đó quét mắt nhìn, thấy tiêu chính văn đang đứng ở cửa hàng BMW 4S gần đó. Trịnh thiên thái lập tức chạy về phía tiêu chính văn. Phía sau ông ta, mấy chục tên đàn em vest đen cũng cất bước chạy tới. Các nhân viên của cửa hàng Mercedes 4S cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy tổng giám đốc chạy qua thì cũng vội vã theo đuôi. Còn bên này, giám đốc tiền và các nhân viên phía sau mắt chữ A mồm chữ O. Nhất là giám đốc tiền, lúc này ông ấy toàn thân run rẩy nhìn thấy Trịnh Thiên Thái và mấy chục người mặc vest đen phía sau ông ta xông tới, giám đốc tiền suýt nữa không đứng vững mà quỳ xuống, còn tưởng bọn họ đến dỡ cửa hàng. Nhưng, giây tiếp theo là cảnh tượng khiến tất cả mọi người có mặt phải kinh ngạc. Trịnh Thiên Thái chạy thẳng tới, đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, đứng nghiêm, bỏ mũ xuống, cúi người một góc 90 độ, cung kính nói: "Ngài Tiêu, tôi đến muộn mất, xin ngài cứ sai bảo." Chương 68: Anh vừa mới mua xe à? Trong phút chốc, toàn bộ khu vực bãi đỗ xe lặng ngắt như tờ nhất là mấy chục tên đàn em mặc vest đen phía sau Trịnh Thiên Thái lúc này hét lớn, ngài tiêu tiếng hét như sấm sét này khiến những người khác đang có mặt kinh ngạc, hoảng hốt lui về phía sau khoảnh khắc ấy các nhân viên của cửa hàng Mercedes 4S và cửa hàng BMW 4S cũng như hai giám đốc đều sững sờ chứng kiến cảnh tượng trước mặt mà không tài nào tin được ôi trời ơi thiên gia Trịnh Thiên Thái long đầu của thế giới ngầm vang danh khắp Tu Hà thế mà lại cúi đầu trước một thanh niên. Đây chắc chắn là một tin tức bùng nổ. Thân phận của người thanh niên này đương nhiên rất khủng bố. Lúc này đây, từ nghệ dung đang trốn trong đám đông, và cả bảy, tám cô nhân viên bán hàng trước đó đã chế nhạo tiêu chính văn, hoàn toàn hoảng sợ, vẻ mặt ai nấy đều sợ hãi, hai chân không ngừng run rẩy. Có người còn ngất ngay tại chỗ, bên dưới thân có chất lỏng màu vàng cam chảy ra, người này bị dọa sợ đến mức đái ra quần. Bởi vì danh tiếng của trịnh thiên thái vang dội gần xa, người dân ở tu hà ai ai cũng biết ông ta là hung thần. Đắc tội trịnh thiên thái thì khác nào đắc tội với Diêm Vương, không có đường sống. Mà bây giờ, trịnh thiên thái thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên trước mặt người đàn ông bị bọn họ chế giễu và sỉ nhục. Chả cần nghĩ cũng biết thân phận của người đàn ông đó đáng sợ như thế nào. Giám đốc tiền của cửa hàng BMW 4S vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng trong lòng lại hoảng sợ tột độ ông ấy đứng bên cạnh tiêu chính văn mà toàn thân run lẩy bẩy bởi lẽ khí thế của trịnh thiên thái quá mạnh nhưng một người như vậy khi đối mặt với người đàn ông trước mặt lại tựa như mèo gặp hổ vô cùng khúm núm đồ tôi bảo ông cầm theo ông đều cầm hết rồi chứ tiêu chính văn lạnh lùng hỏi trịnh thiên thái vội vàng gật đầu nói ngài tiêu tôi mang đến hết rồi sau đó ông ta quay đầu Hét vào mặt mấy chục tên đàn em đứng phía sau, mau lấy đổ ra. Trong tích tắc, hàng chục tên đàn em đó lao ra, cầm những thanh gậy thép từ trong cốp xe ra. Cảnh tượng như vậy khiến Tổng Giám Đốc cửa hàng Mercedes 4S hoảng hốt, hoàn toàn luống cuống. Đến lúc này mà vẫn chưa hiểu thì đúng là do ông ta ngu thật. Thình thịch, Tổng Giám Đốc quỳ hẳn trên mặt đất, không ngừng dập đầu, khóc lóc thiên gia, ngài tiêu, rốt cuộc chuyện này là sao vậy ạ? À? Tôi đã làm sai chuyện gì sao? Cầu xin ngài tiêu, cầu xin thiên gia chỉ rõ cho tôi với. Hừ, tiêu chính văn hừ một tiếng, nói ông không làm sai chuyện gì cả. Nghe thấy lời này, tổng giám đốc thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, muốn đứng dậy nói, hóa ra là hiểu lầm, làm tôi sợ chết khiếp. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của tiêu chính văn lại khiến tổng giám đốc nọ lập tức phải tiếp tục quỳ xuống chẳng qua là dưới trướng ông có một nhân viên tên từ Nghệ Dung. Cô ta đã mạo phạm tôi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, ánh mắt dừng trên đám nhân viên phía sau Tổng Giám Đốc. Từ Nghệ Dung nghe vậy sợ đến mức quỳ dạp xuống đất, bò đến chỗ Tiêu Chính Văn, cô ta không ngừng dập đầu xin lỗi, Ngài Tiêu, Ngài Tiêu, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Xin Ngài đừng chấp kẻ tiểu nhân mà tha thứ cho tôi. Tôi không nên coi thường người khác, tôi đáng chết, tôi đáng chết xin tiêu chính văn ngài tha thứ cho tôi ạ à. lúc này từ nghệ dung giống như một con chó ôm chặt ống quần của tiêu chính văn không ngừng khóc lóc xin tha không cần tiêu chính văn phải ra tay tổng giám đốc nọ lập tức bật dậy giơ chân đá văng từ nghệ dung ra sau đó quát đồ đê tiện nhà mày mày dám coi thường ngài tiêu mày đúng là đồ khốn nạn đồ khốn nạn loại như mày nên đi chết đi đi chết đi hôm nay ông đây phải giết mày tổng giám đốc nọ tức giận quát mắng ông ta đi lên đạp thêm vài cái khiến từ nghệ dung ngã xuống đất không ngừng gào thét xin tha cô ta không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn trước đó khóe miệng bị tổng giám đốc đánh chảy cả máu rụng mất vài cái răng thảm không nỡ nhìn sau đó tổng giám đốc nọ lại quỳ xuống trước mặt tiêu chính văn không ngừng dập đầu xin tha ngài tiêu chuyện này thật sự không liên quan đến tôi mà là con khốn kiếp này tôi đã trừng phạt cô ta rất nặng tay rồi tôi cầu xin ngài tiêu giơ tay đánh khẽ, đừng đập cửa hàng của tôi mà. Bịch trịnh thiên thái bước tới, đạp mạnh vào người tổng giám đốc nọ, tức giận quát, mày đáng để cò kè với ngài tiêu sao. Không dám, tôi không dám, tôi không dám, tổng giám đốc nọ lại lập tức quỳ xuống, ông ta bò trên mặt đất, cả người run lên lẩy bẩy. Ánh mắt của tiêu chính văn lạnh như băng, anh nói, không dạy dỗ tốt nhân viên của mình, ông cũng có phần sai. Bắt đầu từ hôm nay, trong vòng 10 ngày mở tiệm đón khách, ông phải đón tiếp họ chu đáo, bất cứ ai tới xem xe, ông đều phải tiếp đón nhiệt tình như nhau. Hình phạt này không quá lớn mà cũng chẳng nhỏ. Vâng, 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 chắc chắn tôi sẽ làm theo lời ngài nói, tôi sẽ làm theo lời ngài nói ạ. À. Tổng giám đốc nọ vội vàng dập đầu, sau đó đứng dậy, ông ta nhanh chóng quát những nhân viên phía sau, các người nghe thấy chưa, mọi việc làm theo lời của ngài tiêu. Ai dám làm trái sẽ bị đuổi việc. Hơn nữa tôi sẽ không cho kẻ đó có cơ hội được làm việc trong ngành này nữa." Nói xong, ông ta quay đầu, nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi, "Ngài Tiêu, ngài hài lòng chưa ạ?" Tiêu Chính Văn lạnh nhạt gật đầu, sau đó quay người lái chiếc xe 5 series rời đi. Khi đi ngang qua Trịnh Thiên Thái, anh nói, "Tôi nghĩ những chiếc Mercedes đó quá xấu. Thay toàn bộ bằng thành xe BMW đi, cửa hàng này không tồi đâu." trịnh thiên thái lập tức cúi người khi nghe thấy lời dặn dò của anh vâng sau đó ông ta tiến nhìn tiêu chính văn rời đi đi tới chỗ giám đốc tiền lạnh lùng nói toàn bộ xe bmw trong cửa hàng tôi mua hết giám đốc tiền nhất thời không dám ngẩng đầu dù sao thiên gia tu hà trước mặt cũng không phải một nhân vật nhỏ bé như ông ấy có thể sánh được cho dù trịnh thiên thái trước mặt tiêu chính văn ngoan ngoãn giống như một con mèo nhưng ở trước mặt giám đốc tiền Ông ta cũng là một ông lớn, khí thế đó của ông ta vẫn rất mạnh. Cùng lúc đó, Giám đốc tiền cũng không khỏi phấn khích, hơn chục chiếc Mercedes ở phía đối diện đều bị thay thế bằng BMW, khỏi phải nói, cửa hàng vào sổ sách được mấy chục triệu tệ. Ngay sau đó, toàn bộ cửa hàng BMW 4S trở nên điên cuồng. Giám đốc tiền cũng nhanh chóng tìm ra nhân viên bán hàng đã tiếp đãi tiêu chính Văn trước đó, ông ấy vỗ vai cậu ta đầy ẩn ý. Nói tất cả tiền hoa hồng của mười mấy chiếc xe mới này đều được tính cho cậu. Cậu làm việc rất chăm chỉ, bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là tổng giám đốc kinh doanh của cửa hàng. Cậu nhân viên bán hàng lúc này mới lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tiếp theo sau là vô cùng cảm kích, cậu ta bước ra khỏi phòng làm việc, bấm điện thoại cho vợ mà bật khóc, nói: "Vợ ơi, anh, anh đã gặp một quý nhân, hôm nay anh bán được hơn 10 chiếc xe mới, hoa hồng lên tới mấy chục nghìn tệ." Hơn nữa bây giờ anh đã là tổng giám đốc bộ phận kinh doanh rồi, còn Tiêu Chính Văn đang lái chiếc BMW 5 Series quay về sân nhỏ thì gặp Từ Phân và Khương Thần đã đến cổng nhà. Trời đất, mẹ, mẹ mau nhìn kia, đó không phải là Tiêu Chính Văn sao? Sao anh ta lại lái chiếc BMW 5 Series chứ? Lúc này, vẻ mặt Khương Thần kinh ngạc, thốt lên. Chiếc xe mà Tiêu Chính Văn lái còn tốt hơn cả chiếc BMW 3 Series của cậu ta. Trong phút chốc, cảm giác ghen tị nổi lên cuồn cuộn trong lòng Khương Thần. Mẹ nó chứ, một con chó hoang lấy tiền ở đâu ra lái một chiếc xe tốt như vậy. Sau đó, hai người họ xông thẳng lên, Khương Thần trước tiên nhìn chiếc xe một vòng, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn với vẻ mặt không mấy hỏa nhã, hỏi Tiêu Chính Văn, anh vừa mới mua xe này à? Chương 69, vụ oan hãm hại. Tiêu Chính Văn cau mày, lạnh nhạt ừ một tiếng, rồi nói tiếp, tôi vừa mới mua, có vấn đề gì sao? Khương Thần nghe vậy, vẻ mặt lập tức lộ rõ ý tứ nghi ngờ, "Quát, anh có chắc là mình mua không? Chiếc xe này có giá hơn 600.000 tệ, một con chó hoang như anh làm sao có thể mua được một chiếc xe xịn như vậy chứ? Đừng nói là anh đi thuê đấy nhé." Từ phân trợn tròn mắt khi nghe thấy chiếc xe này trị giá hơn 600.000 tệ, trên mặt nhanh chóng hiện tỏ vẻ kinh ngạc, "Nói con trai, con không nói nhầm đấy chứ?" chiếc xe này hơn 600.000 tệ á. Mặc dù từ phân là con dâu của nhà họ Khương, là vợ của Khương học bác, nhưng bà ta không nhận được bất cứ thứ gì từ nhà họ Khương, tiền tiêu vặt hàng ngày cũng chẳng đáng là bao, bà ta vẫn phải sống bằng đồng lương ít ỏi của Khương học bác. Lúc này, nghe thấy chiếc xe trị giá hơn 600.000 tệ, bà ta sửng sốt không thôi, đồng thời cũng nổi lòng nghi ngờ tiêu chính văn. Mẹ, con đã xem qua chiếc xe này. Chiếc BMW 5 series đời mới nhất và cũng là bản cao cấp nhất, hơn 600.000 tệ, không nhầm đi đâu được, Khương Thần nói mà đỏ mắt ghen tị với Tiêu Chính Văn. Một chiếc xe xịn như vậy mà được Tiêu Chính Văn lái về nhà. Trong chuyện này có phải có khúc mắc nào đó không? Cậu ngắm xong chưa? Tôi có việc phải làm nên không nói tiếp hai người nữa. Tiêu Chính Văn bế Nana na từ sau xe xuống, sau đó cất bước đi vào sân nhỏ nhưng từ phân nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh vẻ mặt nghiêm túc hỏi cậu vội vàng đi đâu vậy chiếc xe này có phải là cậu mua không cậu lấy tiền ở đâu ra mà mua được chiếc xe xịn thế này chứ à tôi biết rồi chắc chắn là con lẳng lơ khương vi nhan mới làm người phụ trách được vài ngày túi đã bắt đầu rủng rỉnh tiền rồi hai người sử dụng tiền của công ty chứ gì vừa nói từ phân vừa gật đầu bộ dạng giống như bà ta nắm trong tay chứng cứ xác thực vậy Khương thần cũng đột nhiên hiểu ra, lập tức nắm chặt cổ áo của tiêu chính văn không buông, hét lớn, đúng đúng đúng. Tiêu chính văn anh được lắm, lúc anh mới vào nhà họ Khương chúng tôi, tôi đã biết anh chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Đúng là tên tàn dư của nhà họ tiêu, rẻ mặt từ trong xương tủy. Nói đi, có phải do anh mê hoặc Khương vi nhan nên mới lấy được tiền từ dự án của công ty đúng không? Được đấy, mới có mấy ngày mà anh đã dám lấy tiền mua con xe xịn thế này có phải sau này anh còn muốn mua luôn cả biệt thự không thế khương thần mặt đỏ tía tai nóng lòng muốn lập tức tóm tiêu chính văn đưa tới công ty để tất cả mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của anh nhưng lúc này vẻ mặt của tiêu chính văn lạnh như băng sát khí đang ngủ yên trong cơ thể đột nhiên bộc phát rắc rắc bỗng tiêu chính văn nhấc tay đôi bàn tay to như sắt bóp chặt cổ của khương thần nhấc cậu ta lên cách mặt đất khoảng một cánh tay lúc ấy Khương thần mặt đỏ tía tai, cổ họng phát ra tiếng a à a, à, cậu ta hoàn toàn thở không ra hơi, mắt trợn ngược lên, hai chân đạp trong không trung, dùng tay vỗ mạnh vào cánh tay của tiêu chính văn giống như sắp sửa bị bóp chết. Cậu vừa nói cái gì? Nhà họ tiêu rẻ mà trừ trong xương tủy, tiêu chính văn lạnh lùng hỏi, giọng nói của anh tựa như âm thanh vang vọng từ chín tầng địa ngục, sát khí tỏa ra, đáng sợ đến mức nhiệt độ ở trước cổng sân nhỏ giảm mạnh xuống, lạnh lẽo vô cùng. Từ phân ở một bên sợ hãi đến mức che miệng, hồi lâu mãi không có phản ứng. Ở trong mắt bà ta, Tiêu Chính Văn lúc này giống như tu la đẫm máu bước ra khỏi chiến trường xác chết chất thành đống. Khí thế đó trên người anh thật sự khủng bố. "A a a, giết người này, Tiêu Chính Văn, mày điên rồi. Thả con trai tao ra, mày thả con trai tao ra." Từ phân phản ứng lại, lập tức lao tới kéo Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích tí nào sát ý trong mắt anh lúc này giống như một vòng xoáy hút trọn hồn phách người khác bố ơi bố ơi na na sợ na na không muốn bố đánh nhau đâu hu 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 na, na đứng ở một bên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này ngẩng lên khóc lóc kéo ống quần của tiêu chính văn tiếng khóc ấy đã kéo tiêu chính văn ra khỏi cơn tức giận và cảm xúc kích động đó anh lạnh lùng chừng mắt nhìn từ phân rồi buông tay ra khiến cả người Khương Thần ngồi bệt xuống đất, cậu ta ngửa cổ ho khan, đồng thời hét lên tiêu chính văn. Anh, anh thế mà dám, dám ra tay với tôi. Tôi phải đi mách ông nội, mách bố tôi. Anh cứ đợi đấy, đợi đấy cho tôi. Tuy, tiêu chính văn lạnh lùng nói, anh xoay người ôm Nana na vào lòng an ủi, sau đó bước vào sân. Ngoài cửa, Khương Thần đứng dậy, từ phân vô cùng thương con trai, hỏi con trai, con có sao không? để mẹ xem nào, con có đau ở đâu không? Mẹ, mẹ thấy tên tiêu chính văn kia vừa nãy muốn bóp chết con rồi đấy. Bóp chết con đấy, Khương thần gầm lên, hai mắt trũng sâu, đỏ đỏ ngầu, cậu ta muốn giết chết tiêu chính văn ngay lập tức. Hừ, con chó hoang đó ghê gớm quá đấy. Con trai, đi thôi, về với mẹ, sau đó nói cho lão già biết chuyện tiêu chính văn và Khương vi nhan biển thủ công quỹ của công ty. Tới lúc đó, mẹ không tin lão gia không trừng phạt cô ta chỉ cần chúng ta kể sự việc nghiêm trọng một chút lão gia chắc chắn sẽ cắt chức của cô ta mà con sẽ được làm người phụ trách chính rồi từ phân nói bà ta càng nói càng cảm thấy ý tưởng của mình không tồi khương thần trợn to hai mắt cười gian xảo nói đúng vậy mẹ sao con lại không nghĩ ra chứ đi thôi đi thôi chúng ta đi tìm lão gia dứt lời Khương Thần kéo từ phân chạy đến chỗ Khương Thái Sương, chạy được vài bước thì quay lại. Cậu ta cố ý dùng điện thoại di động chụp ảnh làm bằng chứng. Trong sân nơi Khương Thái Sương ở, Khương Thần quỳ trên mặt đất, bộ dạng hoan ước, khóc lóc nói: Ông ơi, ông phải làm chủ cho cháu đấy ạ. À? Vừa rồi cái tên Tiêu Chính Văn kia suýt bóp chết cháu. Ông nhìn cổ cháu đây này, vẫn còn dấu vết đó. Đúng thế, bố, thằng Tiêu Chính Văn kia quá vô liêm sỉ một tên lính xuất ngũ thô lỗ không coi ai ra gì suýt chút nữa là bóp chết đứa cháu trai duy nhất của nhà họ khương chúng ta rồi từ phân hùa theo bà ta còn lau nước mắt giả vờ vô cùng đau buồn khương thái sương xót xa ra mặt lão nhìn dấu tay trên cổ khương thần tức giận nói thằng tiêu chính văn này được lắm cậu ta muốn làm gì cậu ta làm thế này là muốn hủy hoại nhà họ khương ta à sau cơn giận sắc mặt khương thái sương tái nhợt Khương Thần thấy vậy, lập tức nói: Ông nội, không chỉ có vậy, hôm nay cháu còn phát hiện ra Tiêu Chính Văn đã mua một chiếc BMW 600.000 tệ. Ông nghĩ xem, một con chó hoang như anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Chẳng phải là do anh ta lợi dụng Khương Vi Nhan để biển thủ tiền của công ty sao? Ông nội, ông phải suy nghĩ kỹ càng đấy ạ. À. Hôm nay Tiêu Chính Văn có thể khiến Khương Vi Nhan biển thủ 600.000 tệ của công ty ngày mai anh ta có thể biến công ty nhà họ khương và nhà họ khương chúng ta thành nhà họ tiêu ấy chứ cái gì cơ nghe thấy lời này khương thái sương tức giận đùng đùng mặt đỏ bừng hét lên thằng tiêu chính văn này kinh thật đấy con bé khương vi nhan kinh thật đấy dám lấy tiền đút túi riêng phá hoại nền móng công ty nhà họ khương ta tôi quyết không tha cho hai đứa chúng nó người đâu tập hợp tất cả bảo vệ trong nhà đi theo tôi đến chỗ ở của khương vi nhan tôi muốn xem xem Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn này có phải là loại vong ơn bội nghĩa, lòng lang dạ sói không? chương 70, xỉ nhục vợ và con gái tôi, phải chết. Khương Thái Sương dẫn theo hơn chục tên bảo vệ, hùng hổ xông vào sân nhỏ của Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn. Vẻ mặt của Khương Thần và Từ Phân vô cùng gian xảo, hai người họ nở nụ cười lạnh lùng, nhanh chóng đi theo mà cảnh tượng như vậy đương nhiên đã thu hút sự chú ý của những người còn lại trong nhà họ khương chẳng bao lâu sau nhờ việc khương thần và từ phân cố tình lan truyền tin tiêu chính văn lợi dụng khương vi nhan để biển thủ công quỹ của công ty đã lan rộng khắp nơi không chỉ nội bộ nhà họ khương mà ngay cả công ty nhà họ khương từ cấp trên tới nhân viên bình thường đều biết chuyện này không phải chứ Khương Vi Nhan biển thủ công quỹ của công ty để tiêu chính văn mua một chiếc xe trị giá hơn 600.000 tệ. Ha ha, chả có gì ngạc nhiên cả, kể từ ngày đầu tiên Khương Vi Nhan gia nhập công ty, tôi đã cảm thấy ả hồ ly đó không phải loại tốt lành gì. Mới có mấy ngày mà dám biển thủ nhiều tiền như vậy. Không phải cô ta bị tiêu chính văn đó lừa đấy chứ. Trong chốc lát, nhà họ Khương và công ty không ngừng bàn tán xì xào. Khi Khương Mỹ Nghiên vừa nhận được tin tức, cô ta cười ngặt cười nghẽo, vội vàng nói với Khương Văn Kỳ, bố, bố biết gì chưa? Khương Vi Nhan biển thủ công quỹ của công ty để tiêu chính văn mua một chiếc BMW hơn 600.000 tệ. Bây giờ ông nội chuẩn bị kéo người đi hỏi tội chúng nó đấy. Khương Văn Kỳ đặt tờ báo trong tay xuống, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, thật sao? Thế thì tốt quá rồi, ông trời đang giúp bố đây mà. Nhanh, 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 Chúng ta mau đi xem thế nào. Lần này nhất định phải đè bẹp con chó hoang kia mới được. Không lâu sau, gia đình ba người Khương Văn Kỳ cũng vội vã đến sân nhỏ của Khương Vi Nhan. Cùng lúc đó, Khương Vi Nhan đang quỳ trong sân, Khương Thái Sương ngồi ở phía trước, lão đập mạnh cây gậy trong tay xuống nền gạch, giọng nói lạnh lùng, quát tháo, "Khương Vi Nhan, cô nói thật cho tôi biết, chiếc xe ô tô ở trước cổng kia là sao? Cô dám nói dối một câu?" hôm nay tôi sẽ dùng ra pháp đánh chết cô. Đôi mắt Khương Vi Nhan long lanh, hốc mắt ẩn ẩn nước, không ngừng lau nước mắt, trên mặt cô ửng đỏ dấu tay, oan ức nói, ông nội, chiếc xe đó là do Tiêu Chính Văn mua ạ. Hừ, còn không nói, Tiêu Chính Văn chỉ là một con chó hoang, lấy đâu ra tiền mà mua một chiếc xe xịn như vậy. Nói, có phải cậu ta xúi dục cô biển thủ công quỹ của công ty để mua xe không? Nếu bây giờ cô khai ra là cậu ta lên kế hoạch, tôi còn có thể tha cho cô, nếu như cô không nói, vậy đừng có trách tôi độc ác, Khương Thái Sương tức giận hét lên, sầm mặt xuống. Từ phân ở một bên hùa theo, vi nhan, cô cứ thành thật khai ra đi. Cô cứ bảo vệ con chó hoang đó có ích lợi gì. Bây giờ cậu ta đang ở đâu chứ? Chắc chắn là âm mưu bị bại lộ nên đã chạy mất xét rồi. Khương thần lạnh lùng nói, Khương vi nhan, tôi khuyên chị nên nghĩ kỹ đi, đây không phải là chuyện đùa đâu, biển thủ công quỹ có thể bị kết tội ngồi tù đấy. chị không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho nana na chứ. tốt nhất nên nói thật với ông nội, chỉ cần nói ra mọi chuyện là do tiêu chính văn bắt chị làm, thì cùng lắm chị sẽ là đồng phạm, nhà họ khương có lẽ sẽ rộng lượng tha cho chị một đường sống đó. lúc này gia đình ba người khương văn kỳ cũng chạy tới, nhìn thấy khương vi nhan đang quỳ trên mặt đất khương mỹ nghiên không thể chờ được nữa mà chạy tới giật tóc cô cô ta nổi nóng gào lên khương vi nhan cô được lắm tôi không không ngờ mới có mấy ngày cô đã dám biển thủ công quỹ của công ty tôi đánh chết cái loại lẳng lơ nhà cô khương vi nhan đau đớn cả người nghiêng ngả ngã xuống đất sắc mặt tái nhợt nước mắt trong hốc mắt không ngừng lăn xuống không phải đâu ông ơi vi nhan không biển thủ công quỹ của công ty Tiêu Chính Văn nói rằng chiếc xe này là anh ấy tự mua, mà anh ấy cũng không xúi dục cháu làm điều gì có lỗi với nhà họ Khương cả. Ông nội, cháu xin ông hãy tin tưởng vào Vi Nhan, Vi Nhan thật sự không không làm gì cả. Khương Vi Nhan giải thích mà khóc lóc nức nở. Đối mặt với lời tố cáo của nhà họ Khương, lúc này cô như rơi xuống vực sâu, toàn thân bất lực. Mặc cho cô giải thích, những người xung quanh không hề muốn nghe, họ không ngừng chỉ trích cô biển thủ công quỹ của công ty. Mẹ ơi! Lúc này, Nana đang mặc bộ đồ ngủ, cô bé rụi đôi mắt còn đang lim dim, bước ra khỏi phòng ngủ, có lẽ cô bé bị tiếng ồn làm tỉnh. Khi Nana yếu đuối nhìn thấy Khương Vi Nhan đang quỳ trên mặt đất, bị mọi người chửi mắng, cô bé đã chạy nhanh tới, chui vào lòng Khương Vi Nhan, sau đó dùng cơ thể yếu ớt của mình chắn trước mặt Khương Vi Nhan. Cô bé đối diện với Khương Thái Sương đầy lạnh lùng, nói không được phép bắt nạt mẹ cháu. Cụ là người xấu. Người xấu, Nana, na, Khương Vi Nhan ôm Nana na vào lòng, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, ánh mắt cô hoảng sợ, nhìn đám người nhà họ Khương đang đứng xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ hai mẹ con cô. Hừ, một con chó cái, một đứa con hoang, đáng ra không nên để chúng mày bước vào cửa nhà họ Khương này. Khương Vi Nhan, tôi khuyên cô tốt nhất là khai ra, bằng không, hôm nay cô và Tiêu Chính Văn kia sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Khương nana nằm trong vòng tay của khương vi nhan cô bé vươn bàn tay nhỏ bé ra lau nước mắt cho khương vi nhan rồi bĩu môi nói mẹ mẹ đừng khóc nữa bố nói rằng bố sẽ bảo vệ nana và mẹ mà này con nhóc kia mày đang mơ đấy à thằng bố chó hoang kia của mày làm sao bảo vệ được hai mẹ con mày cậu ta đâu rồi e là đã chạy mất dạng rồi ấy chứ tiết mai lạnh lùng nói không bố sẽ không bỏ nana và mẹ ở lại đâu bố đã hứa với nana chắc chắn sẽ quay lại chắc chắn nana vùng ra khỏi vòng tay của khương vi nhan chạy về phía tiết mai rồi dùng đôi bàn tay nhỏ đẩy mạnh tiết mai một cái tiết mai lúc ấy cũng không để ý bà ta lảo đảo lùi lại vài bước cả người ngã ngửa ra sau bịch một tiếng mông bà ta đã tiếp đất mày đồ con hoang sao mày lại giống với con chó hoang kia thế nhỉ hôm nay tao phải đánh chết mày tiết mai nổi điên bà ta đứng dậy, giơ tay tát vào mặt Nana một cái. Cái tát này rất mạnh, khiến Nana ngã sang một bên, trên mặt hẳn dấu tay đỏ, trong miệng toàn là máu. A, à, hu hu hu, lúc ấy, Nana lập tức khóc nức nở. Nana, Khương Vi Nhan chứng kiến cảnh này, tầm mắt như mờ đi, cô vội vàng chạy tới, kéo Nana dưới đất vào lòng mình, Nana, con có sao không? Con có đau ở đâu không? Nhìn vết máu trên khóe miệng Nana, khương vi nhan đau xót lau cho cô bé đồng thời uất hận nhìn chằm chằm tiết mai và hét lên tại sao bác lại đánh con gái tôi tiết mai sửng sốt hai tay khoanh trước ngực ngạo nghễ nói tại sao á vì nó là đồ con hoang đấy hu 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 mẹ ơi nana không phải là con hoang không phải là con hoang nana có bố mà nana chui vào lòng khương vi nhan khóc rất thương tâm nước mắt không ngừng lăn dài trên má khương thái sương vẫn ngồi im lúc này đây sắc mặt lão hoàn toàn lạnh lùng mắng đủ rồi khương vi nhan nếu hôm nay cô không dám nhận lỗi của mình thì đừng trách tôi không khách khí với cô người đâu đuổi hai mẹ con cô ta ra khỏi nhà họ khương khương vi nhan nghe vậy nước mắt không cầm được mà chảy xuống cô nói với lão ông nội vi nhan nói thật mà chiếc xe này đúng là do chính tay tiêu chính văn mua nhưng có một vài bảo vệ đã bước tới gần thẳng tay kéo Khương Vi Nhan và Nana đứng dậy rồi đuổi ra ngoài. Bỗng nhiên, dầm một tiếng, cổng sân nhỏ bị một người đá mạnh mở ra. Một bóng người tràn đầy vẻ lạnh lùng, dưới ánh mặt trời lúc này như có một ngọn lửa giận đáng sợ vô cùng đang tiến vào, gào lên ai dám làm gì vợ con tôi. Tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ nhà họ Khương, chương 71, rốt cuộc anh là ai? Giọng nói bá đạo này khiến đám người nhà họ Khương xứng sờ tại chỗ, toàn thân run rẩy. Nhất là khi thấy tiêu chính văn bước từng bước vào chẳng khác gì tu la. Toàn thân anh tỏa ra sát ý không chút che giấu, khiến người nhà họ Khương vội vàng tránh đi, sợ bất cần rước họa vào thân. Tiêu chính văn bước vào, nhìn thấy Khương Vi Nhan và Nana đang trốn dưới đất ôm nhau nước mắt giàn rụa, anh siết chặt nắm đấm, lửa giận âm ỉ trong mắt lúc này lập tức bùng nổ. Nana nhìn thấy tiêu chính văn trở về, lập tức nhào vào lồng ngực anh, Khóc nức nở, hét lên: "Bố ơi, bọn họ bắt nạt Nana, bắt nạt mẹ." Hu hu hu, Tiêu Chính Văn bế Nana, nhìn dấu tay đỏ bừng trên mặt cô bé, ánh mắt lạnh lẽo nhìn khắp một lượt, quát hỏi: "Là ai đánh?" "Không ai dám ho he." Lúc này, mọi người trong nhà họ Khương đều sợ đến mức rụt người trốn sang bên cạnh, Tiết Mai còn sợ đến mức vội vã trốn ra sau đám người. Tên Tiêu Chính Văn này đáng sợ quá. Sao cái tên này lại có khí thế mạnh mẽ như vậy chứ? Khiến người ta không dám nhìn thẳng, không dám chống lại. Tôi hỏi lại lần nữa, "Là ai đánh?" Tiêu Chính Văn nổi giận, lửa giận trong mắt như muốn phun ra ngoài. Năm năm rồi, anh đã nợ Khương Vi Nhan và Nana quá nhiều, anh từng nói sẽ bảo vệ hai mẹ con cô, nhưng bây giờ Nana lại bị người ta tát cho một bạt tai. Tiêu Chính Văn đau lòng lắm, đồng thời cũng cực kỳ giận dữ con gái của chủ soái Bắc Lương, là công chúa của Hoa Quốc, sao có thể để người ta bắt nạt như vậy được? Nếu như ở bên ngoài thì người bắt nạt na na không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Tiêu chính văn gầm lên một tiếng giận dữ, những người khác trong nhà họ Khương đều dồn mắt về phía tiết mai. Bà ta biết mình không trốn được nữa, bèn thẳng lưng đứng ra, vẻ mặt ngông nghênh, nói, không sai, là tôi đánh đấy, thì sao nào? một con chó như cậu còn định dạy dỗ tôi thay đứa con hoang đấy chắc. Bốp, bà ta vừa dứt lời, tiêu chính văn đã giơ tay cho một cái tát quyết đoán, dứt khoát. Tiết mai lập tức bị vả cho bay ra ngoài 2 mét, lăn mấy vòng dưới đất. A a a, tiết mai ngã phịch xuống đất, đầu ong ong, ôm lấy gò má đang sưng vù lên, nhổ ra hai chiếc răng hàm, nhìn chằm chằm tiêu chính văn với ánh mắt kinh hoàng và sợ hãi, tức giận nói, mày, mày dám đánh tao. Khương Văn Kỳ, ông nhìn xem, cái thằng chó hoang này dám đánh tôi, ôi trời ơi, răng của tôi, tiết mai nằm luôn xuống đất, khóc lóc kêu gào ẩm ý. Khương Văn Kỳ cũng vội vàng đứng ra, nhìn thấy vết thương của vợ mình, lập tức giận giữ nhìn tiêu chính văn, quát, thắm quát. Mày vênh váo ngông cuồng quá rồi đấy, bà ấy là vợ tao, cũng là bác gái của Khương Vi Nhan, thế mà mày lại độc ác, không coi ai ra gì như vậy. Người đâu, bắt cậu ta lại cho tôi lập tức có bốn năm bảo vệ tay cầm gậy gộc vây lại sắc mặt tiêu chính văn lạnh lùng sự giận dữ trong mắt không giảm đi chút nào quét mắt nhìn người nhà họ khương quát bắt nạt con gái tôi bất kể là ai thì cũng phải trả cái giá tương tự ra tay đi bắt cái tên ngông cuồng này lại khương văn kỳ nổi giận gầm lên bốn năm tên bảo vệ lập tức xông lên dừng tay dừng tay lúc này khương vi nhan đứng bật dậy vội vàng chắn phía trước tiêu chính văn Vịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Khương Văn Kỳ và Khương Thái Sương, kêu lên, bác, ông nội, cháu xin mọi người hãy tha thứ cho Tiêu Chính Văn, anh ấy không cố ý đâu ạ, à, chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Cháu xin mọi người hãy tha cho anh ấy, vi nhan cháu xin một mình chịu lỗi của anh ấy. Thấy Khương vi nhan quỳ xuống vì mình, trong lòng Tiêu Chính Văn đau đớn không thôi. Tại sao người phụ nữ này lúc nào cũng hiền lành và mềm yếu như vậy chứ? lẽ nào cô ấy không nhìn ra đám người nhà họ khương toàn là ác quỷ hút máu hay sao vi nhan em đứng dậy đi anh không cần em cầu xin bọn họ vì anh tiêu chính văn nói giơ tay định kéo khương vi nhan dậy nhưng bốp khương vi nhan quay đầu đứng dậy tát cho tiêu chính văn một bạt tai khuôn mặt cô đầy vệt nước mắt đau khổ kêu lên tiêu chính văn đủ rồi đấy anh còn định gây chuyện đến lúc nào nữa anh có biết vì anh mà năm năm nay tôi sống thế nào không? Bây giờ, tôi khó khăn lắm mới quay về nhà họ Khương, anh có thể đừng gây chuyện cho tôi nữa được không? Sứt lời, cô rằng lấy na na từ trong lòng tiêu chính văn, vành mắt đỏ ửng, nước mắt giàn ruộng, nói tiêu chính văn. Na na là con gái tôi, con gái của tôi, tôi không cần anh làm gì cho chúng tôi, bởi vì giữa hai ta trước giờ không có tình cảm gì cả. Tôi cảm ơn sự xuất hiện của anh ngày hôm đó, cảm ơn sự giúp đỡ của anh, cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho Nana. Nhưng nguyên do của mọi chuyện này đều là anh, là anh đấy. Khương Vi Nha nói đến đây thì bật khóc nức nở, sự ấm ức trong năm năm nay cùng với sự ấm ức ở nhà họ Khương trong mấy ngày nay cứ thế bùng nổ. Trong lòng cô khổ sở, chua xót. Năm năm nay, xung quanh cô toàn là những lời nói mỉa mai và ánh mắt chế giễu, cả sự lạnh nhạt và mắng mỏ không dứt vốn tưởng trở về nhà họ Khương thì mọi chuyện có thể thay đổi, nhưng không. Tiêu chính văn ngây người tại chỗ, gò má hẳn giấu bàn tay, anh thẳng thốt nhìn Khương Vi Nhan đang khóc lớn trước mắt, trong lòng vô cùng đau đớn. Anh muốn bảo vệ cô, bảo vệ cô thật tốt, dành cho cô mọi thứ. Nhưng bây giờ xem ra, là bản thân anh đã làm sai điều gì chăng? Vi Nhan, anh xin lỗi, tiêu chính văn nói, ánh mắt toàn là sự ái náy và tự trách. Lúc này Khương Thái Sương cũng lạnh lùng hừ một tiếng, nói Tiêu Chính Văn, tôi hỏi cậu, chiếc xe ở cổng là sao? Tiêu Chính Văn nghe vậy thì nhíu mày, nói chiếc xe đó do tôi tự mua, nếu ông không tin thì có thể tra ghi chép chi tiêu của tôi, đây là thẻ ngân hàng của tôi. Trong này là tiền trợ cấp tôi kiếm được lúc đi lính và trợ cấp xuất ngũ. Còn chuyện các người bảo tôi lợi dụng Khương Vi Nhan biển thủ công quỹ công ty thì hoàn toàn vô căn cứ, chỉ cần các người tìm kế toán của công ty điều tra là biết sứt lời tiêu chính văn ném luôn thẻ ngân hàng trong tay cho khương thái sương lão nheo mắt lại nhanh chóng ra hiệu cho người làm gọi điện cho kế toán công ty kế toán công ty nhanh chóng có câu trả lời thưa chủ tịch tài chính công ty không có bất cứ vấn đề gì ạ à. khương thái sương nghe đến đây thì nhíu chặt mày tức giận chừng mắt với khương thần và tử phân đứng lên nói chúng ta đi sau đó người nhà họ khương chuẩn bị rời đi nhưng tiêu chính văn lại lạnh lùng nói lão ra lẽ nào các ông cứ thế mà về sao lẽ nào khương vi nhan bị các ông đổ oan trắng trợn vậy sao khương thái sương dừng bước quay đầu lạnh lùng nhìn tiêu chính văn nói hừ tôi để cô ta bước vào cái nhà này đã là phúc lắm rồi nói xong lão dẫn người đi thẳng trong sân nhỏ chỉ còn lại khương vi nhan đang ôm na na khóc và tiêu chính văn đang đứng bên cạnh không biết nên làm thế nào vi nhan anh xin lỗi anh không ngờ anh mua xe cho em lại gây rắc rối lớn như vậy tiêu chính văn xin lỗi khương vi nhan lau nước mắt hít sâu một hơi sau đó nhìn tiêu chính văn với ánh mắt hơi căm ghét nói tiêu chính văn lẽ nào anh đã quên những gì tôi nói với anh hôm qua sao hai chúng ta vốn không có tình cảm anh không cần bảo vệ tôi như vậy, tôi cũng không cần anh bảo vệ. Nhưng Vi Nhan, em là vợ anh, Nana là con gái anh, anh muốn bảo vệ bù đắp cho hai mẹ con em. Anh biết, 5 năm, năm trước bởi vì anh mà em phải chịu quá nhiều đau khổ, một mình nuôi Nana chắc chắn rất vất vả. Nhưng em yên tâm, chỉ cần có anh ở đây, anh sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em, Tiêu Chính Văn anh cả đời này sẽ theo em, Tiêu Chính Văn vội vàng nói, cố gắng muốn giải thích Vậy sao? Khương Vi Nhan ngẩng đầu, nước mắt giàn rụa khiến người ta đau xót. Hỏi, vậy anh nói cho tôi biết, mấy năm nay anh đã làm những gì? Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh là ai? Tôi chỉ muốn biết chồng của tôi, bố của con gái tôi đang làm những gì? chương 72, họp mặt bạn bè. Tiêu chính văn không nói gì, đứng im tại chỗ, do so dự rất lâu. Anh rất muốn nói cho Khương Vi Nhan biết mọi thứ về mình, nhưng anh còn có rất nhiều việc phải làm, mà những việc này đều rất nguy hiểm, động chạm đến lợi ích của rất nhiều người, sẽ có nguy hiểm về tính mạng. Tuy Tiêu Chính Văn có đủ khả năng tự bảo vệ mình, nhưng anh không thể kè kè bên cạnh Khương Vi Nhan và Na Na suốt được. Mà bây giờ anh cũng không thể tùy tiện huy động 300.000 đàn ông Bắc Lương, lại càng không thể điều động 3.000 cường giả của Điện Thần Long về nước. Làm vậy quá mạo hiểm. Bốn trưởng lão của Long Các đã thông qua Long Nhất bày tỏ sự quan tâm đến sự kiện lần này, tuy lời nói không có ý trách cứ mấy, nhưng cũng mơ hồ tỏ ý cảnh cáo. Dù gì, chủ soái Bắc Lương điều động 300.000 người một cách tùy tiện đối với Hoa Quốc cũng đáng để cảnh giác, đồng thời khiến rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn đang tại vị mơ hồ thấy bất an. Khương Vi Nhan thấy tiêu chính văn im lặng không nói gì, vành mắt đỏ ửng, mấy giọt nước mắt lăn xuống, cô quay đầu hít sâu một hơi, nói, nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không ép anh. Tiêu chính văn, Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, tôi có thể tự nuôi Nana, cũng có thể tự nuôi bản thân. Nếu anh thực sự quan tâm chúng tôi, thực sự muốn trở thành bố của Nana thì anh nên dành nhiều thời gian hơn cho con bé, dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu xem tôi và Nana cần gì. Điều Khương Vi nhàn tôi cần không phải là chiếc xe anh mua ngoài kia, mà là, nói đến đây, cô không nói được nữa mà bế Nana xoay người vào phòng ngủ. Rầm. Cô đóng cửa phòng. Phòng khách vốn không lớn lúc này lại càng yên tĩnh hơn, không khí cũng trở nên một ngạt. Tiêu Chính Văn bất đắc dĩ thở dài, xoay người, bước ra sân nhỏ hút thuốc. Anh hiểu ý câu nói cuối cùng của Khương Vi Nhan, điều cô và Nana cần là tình yêu của anh, không phải những vật ngoài thân mà là thực sự hiểu bọn họ. Anh đứng khoảng hơn 10 phút, hút 4 năm điếu thuốc thì sau lưng vang lên tiếng mở cửa. Khương Vi Nhan trang điểm kỹ càng, mặc chiếc váy dài trắng, đi đôi guốc đeo một chiếc túi nhỏ vóc dáng thanh mảnh nhất là đôi chân kia trắng nõn mượt mà cả xương quai xanh khiến người ta không khỏi nhìn thêm mấy cái lúc này trông khương vi nhan đẹp một cách trong sáng có cảm giác như cô em gái nhà bên ngọt ngào rạng rỡ em ra ngoài à tiêu chính văn vội vàng dập tắt điếu thuốc hỏi khương vi nhan nhìn anh gật đầu đáp mấy cô bạn thân trước kia hẹn em ra ngoài ăn cơm tiêu chính văn nghe vậy nói anh đi cùng em Khương Vi Nhan nghĩ một lát, mấy cô bạn này đều dẫn theo chồng, nên gật đầu, được, nhưng anh không được động tí là đánh nhau như trước kia nữa, anh phải giữ bình tĩnh đấy. Mấy cô bạn thân này đều là thiên kim nhà giàu, chồng họ hoặc là nhà mở công ty, hoặc là giám đốc của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, không thể đắc tội được. Tiêu Chính Văn thầm thấy vui vẻ, chỉ cần Khương Vi Nhan đồng ý đưa anh theo thì tức là anh vẫn còn cơ hội giải thích với cô, bày tỏ tình yêu với cô. Được, anh đồng ý với em, tiêu chính văn nói xong, cũng không thay quần áo, vội vàng chạy ra ngoài mở cửa xe, nói anh đưa em đi. Khương Vi Nhan nhìn chiếc BMW 5 Series mới cóng, nghĩ một lát rồi vẫn chui vào xe, ngồi ở ghế lái phụ. Trên đường đi, trong xe hơi yên tĩnh, tuy bật bài nhạc nhẹ, nhưng dường như Khương Vi Nhan có rất nhiều tâm sự, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng lông nghi dài mang theo chút do dự. Tiêu Chính Văn cũng không dám nói gì, chắc Khương Vi Nhan vẫn đang giận anh. Đến điểm hẹn là khách sạn Khải Tư Mỹ, Tiêu Chính Văn dừng lại, hai người xuống xe, sau lưng liền vang lên một giọng nói cao vút, chào ôi, Khương Vi Nhan à. Là cậu thật đấy à, đúng là khéo quá, cậu cũng mới đến sao. Ấy, đây là chồng cậu à, sao lại lái chiếc BMW tồi tàn thế này, cũng hơi nhếch nhác đấy. Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan nhíu mày quay lại nhìn, thấy một cô nàng trang điểm rất lòe loẹt, quần áo đắt tiền, đeo vàng đeo bạc, tay cũng xách một chiếc túi mới bản giới hạn của LV, tiện tay bấm chiếc chìa khóa xe trong tay một cái, chiếc Ferrari đỗ phía sau liền sáng đèn. Khương Vi Nhan khẽ nhíu mày, nhưng vẫn tỏ vẻ rất lịch sự, vén tóc bên tai, cười đáp, "Kỳ Kỳ, cậu đến rồi à?" Cô nàng tên Kỳ Kỳ kia thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, ngũ quan không xuất sắc lắm, nhưng vì trang điểm nên nhìn cũng có phong cách mạnh mẽ. Cô ta uốn éo cái mông ra vẻ đại tiểu thư bước tới, sau đó không mặn không nhạt cười nói, Vi Nhan, mấy năm không gặp cậu, bây giờ cậu sống thế nào? Tôi nghe nói vì chuyện 5 năm, năm trước mà cậu bị đuổi khỏi nhà họ Khương hả? Thật không đấy, thế chẳng phải bây giờ cậu sống vật vờ lắm sao? Chào ôi, nếu cậu có khó khăn gì cứ kể với tôi, dù gì tôi cũng là bạn thân cậu, giúp được gì chắc chắn tôi sẽ giúp. Khương Vi Nhan nghe vậy thấy rất khó chịu, nhưng vẫn cố nặn nụ cười, đáp cảm ơn cậu nhé, kỳ kỳ. Kỳ kỳ nở nụ cười giả tạo, trong lòng không ngừng mỉa mai. Trước kia Khương Vi Nhan là người nổi bật nhất trong số mấy chị em bọn họ, bao nhiêu cậu ấm nhà giàu theo đuổi, bao nhiêu nhà gia đình quyền thế bợ đỡ, khiến mấy người bạn thân đều trở thành phông nền, trong lòng họ cũng rất căm ghét Khương Vi Nhan. Dạo này, khó khăn lắm mới nghe nói Khương Vi Nhan lại quay về nhà họ Khương, bọn họ liền sốt sắng tổ chức họp mặt, mục đích là muốn sỉ nhục Khương Vi Nhan, xem bây giờ cô có còn sống như đại tiểu thư hay không. Ấy, đây chắc là con chó hoang nhà họ tiêu, người chồng dạo này được đồn thổi ầm ý của cậu đấy à, kỳ kỳ lúc này cũng chú ý thấy tiêu chính văn đang đứng bên cạnh cô, lạnh lùng cười mỉa. Sắc mặt tiêu chính văn trở nên lạnh lùng, những lời cô ta nói lúc trước đã khiến anh khó chịu lắm rồi. Nhưng anh đã đồng ý với Khương Vi Nhan là không được gây sự, nên cũng chỉ cười nhạt, chào cô, tôi là chồng Khương Vi Nhan. Kỳ kỳ lập tức che miệng cười to một cách khoa trương, là thật à. Chật chật, nhìn cũng đẹp trai đấy, đáng tiếc hơi nghèo. Nhà họ tiêu đã không còn, anh đường đường là đại thiếu gia nhà họ tiêu, bây giờ cũng chỉ có thể ở rể nhà họ Khương, đúng là chuyện đời khó lường mà. Nhưng hai người cũng xứng đôi vừa lứa lắm, mọi người đều nói cái gì mà chó hoang xứng tiện nhân, còn sinh ra một đứa con hoang, lúc nói đến đây, Kỳ còn cố ý nhìn Khương Vi Nhan một cái, phát hiện sắc mặt cô rất lạnh lùng, tâm trạng cô ta cũng trở nên vui vẻ, lập tức nói, ôi chao, Vi Nhan, cậu đừng giận, đây là bên ngoài người ta nói vậy, tôi xin lỗi nhé. Được rồi, chúng ta đừng đứng đây nữa, mau vào trong đi, đám dĩnh nhi chắc đã đến rồi đấy. Dĩnh nhi, Khương Vi Nhan lẩm bẩm một câu, sắc mặt có vẻ hơi do dự và dối rắm. Trước kia Hàn Dĩnh Nhi là người bạn thân nhất với Khương Vi Nhan, học cùng nhau từ tiểu học đến đại học, gần như có thể nói là bạn thân không có bí mật, như chị em sinh đôi. Nhưng sau đó, hồi đại học, vì một nam sinh mà tình cảm giữa Hàn Dĩnh Nhi và Khương Vi Nhan đã dạn nứt hoàn toàn, không qua lại với nhau nữa. chương 73, nhếch nhác vô cùng. Nam sinh kia theo đuổi mãi Khương Vi Nhan, nhưng bị cô từ chối, còn Hàn Dĩnh Nhi lại rất thích cậu ta. Dần dần giữa Hàn Dĩnh Nhi và Khương Vi Nhan xuất hiện nhiều mâu thuẫn, thậm chí Hàn Dĩnh Nhi vì cậu ta còn ra tay đánh Khương Vi Nhan. Thấy Khương Vi Nhan ngẩn người, Kỳ Kỳ lập tức kéo tay cô, nói: "Nghĩ gì thế, mau vào thôi." Ba người nhanh chóng đến phòng bao đã đặt trước, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ bên trong, có cả nam và nữ, toàn nói về các hãng túi hoặc đồng hồ hàng hiệu. "Này này này, mọi người xem ai đến này, người đẹp Khương Vi Nhan của chúng ta đấy." Kỳ Kỳ vừa vào cửa đã lớn tiếng kêu lên. Còn vỗ tay nữa. Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn bước vào liền nhìn thấy phòng bao rộng lớn, trên bàn bày rất nhiều rượu ngon và bánh ngọt, trước mặt ai cũng đặt chìa khóa xe Porsche, Ferrari hoặc Lamborghini. Chưa kể bên cạnh ba bốn cô gái có mặt còn đặt toàn các loại túi nổi tiếng như LV, Gucci, Balenciaga, trên người cũng mặc toàn hàng hiệu, đeo vàng đeo bạc chẳng kém cạnh gì kỳ kỳ. Bên cạnh mỗi người bọn họ đều có một người đàn ông thành đạt họ cũng ăn mặc ra dáng công tử nhà giàu hoặc những người thành công trong xã hội thấy khương vi nhan bước vào phòng bao vốn đang cười nói vui vẻ bỗng trở nên yên tĩnh trung tâm đám người này là một cô gái khuôn mặt xinh đẹp ăn mặc rất đẹp nhìn có phong thái giống phụ nữ danh quốc thấy khương vi nhan bước vào cô ta lập tức đứng dậy mỉm cười tiến lên đón ôm lấy khương vi nhan nói vẻ thân thiết vi nhan lâu quá không gặp cậu mình nhớ cậu chết đi được Khương Vi Nhan bị cái ôm đột ngột này làm cho sững sờ, hai tay buông thóng hồi lâu mới khẽ ôm lấy cô gái trước mặt, vành mắt cô đỏ hoe, mấy giọt nước mắt lăn xuống, nói: "Dĩnh Nhi." Hàn Dĩnh Nhi buông Khương Vi Nhan ra, trong mắt lấp loáng nước mắt, sau đó kéo cô ngồi xuống bên cạnh cứ như đôi bạn thân thiết đã nhiều năm không gặp, đang có rất nhiều chuyện để nói vậy. "Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là người bạn rất thân của tôi từ tiểu học đến đại học, Khương Vi Nhan." Hàn Dĩnh Nhi mỉm cười giới thiệu cô với mọi người, nhưng sắc mặt bọn họ vẫn khá rửng rưng, chỉ cười nhạt. Khương Vi Nhan rất lịch sự khẽ gật đầu với mọi người. Nhưng khoảnh khắc Khương Vi Nhan bước vào, mấy người đàn ông có mặt đều bắt đầu tim đập rộn lên, thật là đẹp quá, trong sáng quá đi mất. Nếu không vì bên cạnh bọn họ có vợ hoặc bạn gái thì có khi lúc này đã lao tới giới thiệu tất tần tật về bản thân mình rồi. Vi Nhan, mình xin lỗi, trước kia là mình không tốt, mong cậu có thể tha thứ cho mình, chúng ta vẫn là chị em chứ. Hàn Dĩnh Nhi kéo tay Khương Vi Nhan, giọng nói mềm mại, tỏ vẻ đáng thương. Khương Vi Nhan ừ một tiếng, không khỏi rơi nước mắt, Dĩnh Nhi, trước kia cũng là mình sai, cậu chính là chị em tốt nhất của mình. Người không biết gì chứng kiến cảnh tượng cảm động này còn tưởng là chị em thân thiết lắm, nhưng tiêu chính văn nhìn ra được đây chỉ là giả tạo. Hàn Dĩnh Nhi kia tuy miệng nói vậy, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự mỉa mai và lạnh lùng tất cả đều bị tiêu chính văn nhìn thấu đám người này ai nấy đều giả tạo nhất là cái cô nàng hàn dĩnh nhi kia lại càng giả tạo cũng đúng lúc này kỳ kỳ đột nhiên chuyển đề tài sang tiêu chính văn nói ấy khương vi nhan có phải cậu đã quên giới thiệu một người nữa với mọi người không lúc này mọi người mới nhìn tiêu chính văn vẫn đứng ở cửa rồi lại liếc sang khương vi nhan cô lau nước mắt đứng dậy bước tới bên cạnh tiêu chính văn giới thiệu anh ấy anh ấy là chồng tôi đám đàn ông có mặt nghe thấy vậy vẻ mặt đều tỏ ra thất vọng và giàu dĩ nhưng vẫn cười đầy giả dối trong số đó có một tên mặt trắng như bột đứng dậy ánh mắt hơi lạnh lùng hỏi hóa ra là chồng của tiểu thư khương hà không biết anh đây làm gì nhỉ sao nhìn ăn mặc có vẻ rách dưới thế không kịp thay quần áo hay là khinh thường mọi người ở đây vậy khương vi nhan sững người vẻ mặt hơi căng thẳng, đang định giải thích thì tiêu chính văn đã lên tiếng trước. Anh dừng dưng đáp, tôi không có tài cán, cũng chẳng nghề ngống gì, hôm nay tôi đến cùng vợ thôi. Ha ha ha, vậy anh là kẻ thất nghiệp còn gì, người đàn ông kia cười mỉa, nhìn sang những người khác, những người kia cũng hùa theo cười đầy châm chọc. Mọi người chưa biết gì sao, anh ta là tiêu chính văn của nhà họ tiêu 5 năm trước đấy, bây giờ ở rể nhà họ Khương rồi, kỳ kỳ mồm như cái loa, đúng lúc này nói xen vào, cười mỉa mai. Nghe thấy vậy, không ít người tỏ vẻ khoa trương quá mức, nói sao cơ. Anh ta chính là tiêu chính văn của nhà họ tiêu kia sao? Không phải chứ, Khương Vi Nhan, chúng tôi mời cô tới tham gia, cô cũng không cần dẫn thể loại người này tới chứ. Mất cả hứng, phải đấy, Uổng Công Dĩnh Nhi vẫn nhớ đến cô, cô dẫn loại vô dụng này đến là muốn Dĩnh Nhi mất mặt sao? Nghe tiếng bàn tán chế giễu của mọi người xung quanh, sắc mặt Khương Vi Nhan càng trở nên khó coi và lúng túng, cô giải thích, Dĩnh Nhi, cậu hãy nghe mình nói, mình không cố ý đâu, mình chỉ bảo anh ấy tới cùng mình thôi. Nói xong, Khương Vi Nhan quay lại, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt hơi van nài, "Tiêu Chính Văn, hay là anh chờ em ở cửa nhé?" Tiêu Chính Văn thấy ánh mắt có chút lúng túng của Khương Vi Nhan, bất đắc dĩ thở dài, nói, "Được, anh chờ em ở cửa." có chuyện gì thì gọi anh. Sứt lời, tiêu chính văn xoay người rời khỏi, đứng ở hành lang ngoài cửa hút thuốc. Sau khi tiêu chính văn rời đi, Hàn Dĩnh Nhi đứng dậy, sắc mặt hơi lạnh lùng, nói với mọi người, được rồi. Khương Vi Nhan là bạn tôi, mọi người không được phép nói cậu ấy và chồng cậu ấy như vậy. Mọi người lập tức im miệng ngồi uống rượu. Khương Vi Nhan thở dài, cảm kích nhìn Hàn Dĩnh Nhi đang bưng ly rượu bước tới, nói, Dĩnh Nhi, cảm ơn cậu, mình nhưng cô còn chưa nói xong hàn dĩnh nhi đã đổ thẳng rượu vang trong tay cô ta vào đầu khương vi nhan khoảnh khắc đó cả căn phòng yên lặng rượu vang lạnh ngắt mang theo mùi rượu gay mũi đổ thẳng vào đỉnh đầu khương vi nhan rồi chảy đầy mặt cô nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng nhìn rất nhếch nhác khương vi nhan sững sờ nước mắt rơi như mưa còn hàn dĩnh nhi khoanh hai tay trước ngực vẻ mặt lạnh lùng khinh bỉ cười nói khương vi nhan Cô tưởng tôi sẽ xin lỗi và làm hòa với cô thật sao? Tôi đang diễn kịch thôi, chị em thân thiết cái quái gì chứ? Hàn Dĩnh Nhi tôi hận cô cả đời này, dẫn cả một thằng vô dụng đến nữa, sao nào, để làm trò cười cho tôi à? Ha ha ha, Khương Vi Nhàn ơi là Khương Vi Nhan, không ngờ cô cũng có ngày này, 5 năm trước tôi muốn tận mắt chứng kiến cảnh cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Khương ấy, đáng tiếc lúc đó tôi đang ở nước ngoài. Nhưng bây giờ cũng được Tận mắt nhìn thấy cô sống thê thảm như vậy, trong lòng tôi vui sướng lắm. Chương 74, chồng ơi, cứu em. Dĩnh Nhi, tại sao? Nước mắt trên mặt Khương Vi Nhan hòa lẫn với rượu vang, cô vô cùng tủi thân, tim cũng nhói lên đau đớn. Vốn dĩ cô cho rằng bạn tốt chơi với nhau từ nhỏ tới lớn cuối cùng cũng có thể làm lành rồi. Nhưng bây giờ xem ra tất cả đều là cô tự mình đa tình mà thôi. Tại sao ư? Ừ, là vì cô lúc nào cũng giỏi hơn tôi là vì cô luôn đẹp hơn tôi là vì cô tôi và cả bọn họ chỉ có thể làm nền cho cô cô tưởng tôi cam lòng lắm sao hàn dĩnh nhi hét lên cực kỳ không cam lòng nói khương vi nhan giờ đây trước mặt bọn tôi cô chính là đồ đê tiện là đồ vô dụng mà bọn tôi có thể tùy tiện nâng lên đạp xuống nếu hôm nay cô quỳ xuống xin lỗi chúng tôi thì tôi có thể tha cho cô nhưng nếu như cô không làm như vậy thì hôm nay tôi cũng sẽ có cách sỉ nhục cô Đúng, Khương Vi Nhan, mau dập đầu xin lỗi bọn tao đi. Nếu không phải vì mày thì mấy năm nay tao đã không bị bố chửi mỗi ngày. Trong số những người đó có một người phụ nữ không xinh đẹp lắm, thân hình còn rất thô kệch, chỉ vào mũi Khương Vi Nhan mắng chửi với thái độ rất phẫn nộ. Hừ, nếu không vì con đàn bà đê tiện này thì hồi học cấp 3 tao đã theo đuổi được trai đẹp của trường mình rồi. Nhưng tên ngốc đó vẫn luôn thích mày, nghĩ tới thôi là thấy tức rồi. Khương Vi Nhan, xin lỗi tao mau. Một người phụ nữ khác có vẻ bề ngoài tầm 7 điểm cũng lập tức đứng lên trách cứ Khương Vi Nhan. Trong nháy mắt, Khương Vi Nhan bị đám đồng hồ nhau lên án, cô rất sợ hãi và ấm ức, xoay người muốn bỏ chạy. Nhưng Hàn Dĩnh Nhi thẳng tay kéo tay cô, tắt cô một cái rồi nắm lấy tóc cô, gào lên một cách chua ngoa cô còn muốn chạy ư. Hôm nay cô chạy nổi không? còn sách theo con chó hoang nhà họ tiêu qua đây là đang xem thường tôi đó hả? Mấy chị em, cùng sông lên đi, đánh cô ta cho tôi, đánh tới khi cô ta quỳ xuống mới dừng. Ngay lập tức, vài người phụ nữ vây quanh lại, hùng hổ nắm tóc Khương Vi Nhan. Có người còn xé quần áo của cô, sau đó có người còn tát cô không ngừng. Cả căn phòng bao trợt loạn hết cả lên, mấy gã đàn ông khác ngồi bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn nhau sự ganh ghét của mấy người phụ nữ này thật đáng sợ đồ đê tiền chết tiệt hôm nay phải đánh chết mày quỳ xuống ngay cho bà đây mẹ nó con này vẫn cứng đầu thật đấy tao không tin không đánh chết được mày con đờ sao thối tha quỳ xuống mau mày còn không quỳ à thế thì lát nữa tao sẽ lột sạch đồ mày rồi ném mày ra đường để mọi người ngắm nhìn loại đàn bà đê hèn như mày đối mặt với đám người vây quanh đánh mắng một mình Khương Vi Nhan trông thật bơ vơ và thảm hại. Đôi mắt cô ngấn đầy nước mắt, trên mặt toàn là dấu tay đáng sợ, lớp trang điểm cũng đã trôi đi, quần áo thì bị xé rách vài chỗ lộ ra da thịt trắng nón, tóc tai cũng rối bời. Tuy nhiên cô vẫn không chịu quỳ. Tiêu chính văn, chồng ơi, cứu em. Khương Vi Nhan liều mạng hét lên nhưng âm nhạc ở phòng bao lại bị vặn to hết mức nên tiêu chính văn đang hút thuốc ở sảnh bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy được còn muốn gọi thằng chồng vô dụng đó tới giúp mày sao? Thật nực cười, đánh tiếp cho tôi, đánh mạnh vào. Hàn Dĩnh Nhi thở dốc, sắn tay áo lên, bước tới bóp chặt khuôn mặt nhẫn nhụi của Khương Vi Nhan, vung tay tát hai cái, rồi mắng lớn, đồ đê tiện. Cô không ngờ mình sẽ ngày hôm nay phải không? Quỳ không hả? Khương Vi Nhan quật cường ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, lắc đầu thốt ra hai chữ, không quỳ. Bốp! Hàn Dĩnh Nhi tát tiếp một bà tai nữa, lạnh lùng quát quỳ hay không không quỳ ánh mắt cô dần trở nên dữ tợn cắn răng nói chết tiệt đồ đê tiện đúng là cứng đầu vậy cô đừng trách tôi không khách sáo với cô lột đồ rồi ném cô ta ra ngoài để người khác ngắm nhìn xem cơ thể của tiểu thư nhà họ khương lúc trước nổi danh ở tu hà trông như nào hàn dĩnh nhi tức giận nói sau đó hai người phụ nữ túm lấy khương vi nhan để cô không động đậy được còn hàn dĩnh nhi và kỳ kỳ thì bước tới và bắt đầu xé quần áo của cô a a a đừng đừng hàn dĩnh nhi chúng ta mà bạn bè từ nhỏ đã là bạn tốt rồi sao cậu lại đối xử với mình như vậy khương vi nhan đau khổ la hét liều mạng vùng vẫy nhưng bốn cánh tay vẫn liên tục xé quần áo trên người cô khương vi nhan hoảng hốt thật sự rất sợ hãi hàn dĩnh nhi cười khẩy nói tại sao à bởi vì cô là khương vi nhan lột đồ cô ta nhanh lên, dầm. Đúng vào lúc này đột nhiên cửa phòng bao bị ai đó đạp mạnh, cả cánh cửa bị đạp đến mức nứt ra. Mà ở cửa, một bóng người giận giữ đùng đùng với đôi mắt đỏ rực, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, mang sát khí khủng khiếp nhìn đám người đang bắt nạt Khương Vi Nhan ở phòng bao, trầm giọng gào lên như ma vương từ chín tầng địa ngục vọng lên, các người đều đáng chết. Âm, tiêu chính văn xông vào, chỉ với một cú đá đã đá bay người phụ nữ mập mạp bên cạnh Khương Vi Nhan ra xa 5 mét. Một tiếng ầm vang lên, cả bàn rượu nổ tung, những chai rượu vỡ tung tóe, rượu bắn tung tóe xuống đất. Mà người phụ nữ mập mạp khi ngã xuống đất, toàn bộ phần lưng bị mảnh vỡ chai rượu găm vào, máu tươi ào ạt chảy ra nên kêu lên thê thảm, "A a a, lưng của tôi, lưng của tôi, bốp." Còn bên này Tiêu Chính Văn xoay người vung tay tát người phụ nữ khác bên cạnh Khương Vi Nhan. Tát liên tục đến lúc khoảng cách còn một mét thì tung chân đá bay cô ta ra ngoài, đụng vào tivi màn hình tinh thể lỏng, vang lên tiếng đổ vỡ. Màn hình tinh thể lỏng nổ tung. Mà người phụ nữ cũng bị tát bay hết răng, nằm dưới đất hôn mê bất tỉnh. Vi Nhan. Tiêu Chính Văn lập tức ôm lấy Khương Vi Nhan đang lảo đảo, căng thẳng hỏi em không sao chứ lúc này trông khương vi nhan vô cùng nhếch nhác thảm hại cô ngã vào lòng tiêu chính văn hòa khóc nức nở tiêu chính văn em mệt quá em muốn về nhà em muốn về nhà được anh dẫn em về nhưng mấy chuyện này phải giải quyết tiêu chính văn gật đầu nặng nề đồng thời giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng và tức giận anh ôm lấy khương vi nhan và đưa cô ra xe trước thấy cô đang run rẩy nằm ở hàng ghế sau anh xoay người như hóa thành tu la toàn thân ngập tràn mùi sát khí đi thẳng tới phòng bao lúc nãy vào khoảnh khắc đó bầu trời bị mây đen bao phủ sự lạnh lùng vô tận lướt qua bao quanh cả khách sạn mà lúc này mười mấy tên bảo vệ trong quán rượu xông tới bọn họ nhận được lệnh từ mấy người hàn dĩnh nhi bởi vì khách sạn này là của nhà hàn dĩnh nhi đánh tên đó cho tôi anh ta dám làm bạn của tiểu thư bị thương tội không thể tha được giám đốc khách sạn dẫn đầu tức giận hét lên mười mấy nhân viên bảo vệ lập tức lấy rùi cui điện ra hung dữ xông tới chỗ Tiêu Chính Văn. Nhưng sau vài tiếng bình bịch, mấy nhân viên bảo vệ này bay ngược lại như con diều giấy quằn quại trước mặt Tiêu Chính Văn, ngã phịch xuống đất rồi ngất xỉu. ầm! Um, tiêu Chính Văn đá vỡ cửa xoay của khách sạn chỉ với một cú đá, cả cánh cửa đổ sập xuống. Còn ông giám đốc thì bị dọa sợ chết khiếp muốn bỏ chạy nhưng lại bị Tiêu Chính Văn đá bay ra ngoài, đâm sầm vào quầy lễ tân đầu ông ta chảy máu rồi ngã nhào xuống vũng máu khó khăn bấm điện thoại và hét lên ông chủ có chuyện rồi xảy ra chuyện lớn rồi có người tới đập phá khách sạn lúc này tiêu chính văn đã đánh tới cửa phòng bao hành lang phía sau đều là những nhân viên bảo vệ đã ngã xuống đất lúc này đám người hàn dĩnh nhi cũng sốt ruột chờ đợi ở trong phòng bao mẹ kiếp tên tiêu chính văn này là cái thá gì chứ vậy mà dám đánh tao tao sẽ không tha cho hắn tao sẽ gọi bố tao dẫn người tới. Người phụ nữ mập mạp hung dữ hét lên, lập tức gọi điện thoại cho bố của mình. Cô ta cũng không phải người bình thường, bố của cô ta là tiền lão hổ khét tiếng ở thế giới ngầm tu hà. Thuộc hạ dưới trướng có chừng hơn 500 người và mấy chục khu địa bàn. Là một trong bốn ông hoàng ở tu hà. Đúng đúng đúng, mọi người mau gọi người tới đi. Tôi không tin cái tên tiêu chính văn đó có thể làm gì được chúng ta, Hàn Dĩnh Nhi vội nói, vừa nãy cô ta cũng bị bản lĩnh của tiêu chính văn dọa sợ chết khiếp. Quá đáng sợ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng kêu rên vô cùng thảm thiết, vài giây sau, bóng dáng tiêu chính văn như sát thần đã xuất hiện ở cánh cửa đã nát vụn của phòng bao. chương 75, tiền lão hổ. Đám người hàn dĩnh nhi và kỳ kỳ thấy cả người tiêu chính văn nhúm máu, dáng vẻ tựa như thần chết, bỗng chốc sắc mặt họ xám như cho tàn, vô cùng sợ hãi, thi nhau trốn vào góc phòng bao anh 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 đừng qua đây đây là khách sạn nhà tôi nếu anh dám làm gì tôi thì bố tôi nhất định sẽ không tha cho anh cũng sẽ không tha cho con khốn khương vi nhan kia còn cả nhà họ khương nữa hãn dĩnh nhi hoảng hốt thật sự đã sợ hãi rồi bình thường cô ta luôn tỏ vẻ tiểu thư kiêu ngạo không coi ai ra gì tính cách ngang tàng hống hách xem thường người khác hơn nữa cộng thêm sự cương chiều của gia chủ nhà họ Hàn càng khiến cô ta biến thành dáng vẻ coi trời bằng vung, trong mắt không chứa được bất kỳ người nào xuất sắc hơn mình. Người phụ nữ mập kia là tiền tuệ tuệ, con gái của ông trùm thế lực ngầm ở tu hà tiền lão hổ, vẻ mặt cô ta cũng vô cùng hoảng loạn, chỉ vào tiêu chính văn đang từng bước đi tới rồi hét lên, anh đừng qua đây. Tôi đã gọi điện cho bố tôi rồi, anh có biết tôi là ai không? Biết bố tôi là ai không? ông ấy là tiền lão hổ ở Tu Hà, thuộc hạ trong tay có hơn 500 người, còn nắm trong tay hơn 10 địa bàn. Nhà họ tiền tôi toàn là tay đánh đấm và vệ sĩ lợi hại. Nếu anh dám làm gì tôi, lát nữa bố tôi dẫn người qua đây, chắc chắn sẽ đánh gãy tay chân anh, lột ra anh rồi ném xuống sông. Tiền tuệ tuệ tràn ngập nỗi sợ hãi, nói năng lắp ba lắp bắp. Bọn họ đều là tiểu thư cành vàng lá ngọc, bình thường thường đi uống trà chiều, bàn luận về nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, chơi mạt trược, dạo phố mua sắm. Nào đã gặp phải một kẻ liều lĩnh như Tiêu Chính Văn, thẳng tay đánh người. Những người còn lại cũng dối rít la hét Tiêu Chính Văn. Tốt nhất anh đừng làm bừa, lỡ đắc tội nhà họ Hàn và nhà họ Tiêu thì anh và Khương Vi Nhan đều sẽ không được sống yên ổn đâu. Đúng đó, tôi nghe nói, anh còn một đứa con gái, anh không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho con mình nếu đắc tội với bọn tôi bọn tôi tìm người trói con gái anh lại đến lúc đó đừng có mà hối hận tuy nhiên nghe thấy những lời đe dọa này của bọn họ sắc mặt tiêu chính văn càng thêm âm trầm lửa giận ngùn ngụt bốc lên sát khí trên người bao trùm cả phòng bao tất cả những người có mặt đều cảm thấy kinh hãi vô thức dùng mình tất cả những chuyện các người làm với khương vi nhan tôi sẽ trả lại từng cái từng cái một tiêu chính văn nói sát khí trong mắt bộc phát rõ ràng. Dầm, anh bước từng bước đến chỗ Hàn Dĩnh Nhi, ánh mắt như sự sát phạt của thần chết, nhìn chằm chằm vào đối phương, âm thanh như tiếng của Diêm Vương vọng lại từ chín tầng địa ngục, âm trầm nói cô đáng chết. A a a, Hàn Dĩnh Nhi nhìn Tiêu Chính Văn đứng trước mặt mình, cả người run rẩy vì hoảng sợ, nhấc chân lên muốn bỏ chạy. Thế nhưng, bốp, Tiêu Chính Văn đột nhiên tát thẳng vào mặt khiến Hàn Dĩnh Nhi ngã khuỵu xuống đất cô ta chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống nửa khuôn mặt nhanh chóng sưng vù răng trong miệng cũng rơi ra đổ cả máu giây tiếp theo tiêu chính văn nhấc chân hung hăng đạp lên bụng hàn dĩnh nhi dùng sức nhấn xuống hàn dĩnh nhi ôm lấy chân tiêu chính văn gào lên a à, đau chết mất mau buông ra bố tao sắp đến rồi tới lúc đó tao nhất định sẽ xé mày thành từng mảnh ném xuống sông làm mồi cho cá còn cả con khốn khương vi nhan nữa tao cũng sẽ quẳng cô ta xuống sông. Nghe vậy, ánh mắt tiêu chính văn trở nên hung ác, anh giơ tay nhặt một chai rượu vang dưới đất, thẳng tay bóp cầm hàn dĩnh nhi, sau đó đặt miệng chai vào miệng cô ta, hung hăng rót rượu vào. Tất cả những thứ này, đều là cái giá cô phải trả cho những chuyện đã làm với vợ tôi, tiêu chính văn lạnh lùng nói, trong mắt không hề có chút thương xót nào. Lúc này tiền tuệ tuệ, kỳ kỳ và những kẻ khác đang trốn ở một góc sợ hãi co rúm lại, tựa như mấy con chim cút nấp trong góc, không dám nhúc nhích. Tiền Tuệ tuệ tuyệt vọng gọi điện cho bố cô ta cầu cứu, lớn tiếng gào lên với di động, "Bố! Bố ơi, bố mau đến đây đi, nhanh lên, anh ta sắp qua đây rồi, anh ta muốn giết con." Cơ thể mập ú của Tiền Tuệ tuệ giờ khắc này đã mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, nhìn Tiêu Chính Văn rời khỏi chỗ Hàn Dĩnh Nhi đang đi về phía mình, khắp người run rẩy sợ hãi. Cùng lúc đó, bên dưới khách sạn mấy chục chiếc ô tô màu đen có rèm che như tia chớp xuyên qua màn đêm, gầm rú lao đến, nhanh chóng dừng trước cửa khách sạn, bao vây toàn bộ lối vào. Âm ầm ầm gần 100 tên côn đồ mặc âu phục màu đen, cầm theo gậy và dao, lúc này nhao nhao nhảy xuống xe, vẻ mặt hung hăng dữ tợn, cung kính đứng thẳng, đồng thanh chào người đàn ông mặc tây trang màu xám bước ra từ chiếc may bách, hổ ra đây là một trong bốn ông hoàng của thế giới ngầm ở tu hà hổ gia tiền lão hổ ở tu hà ông ta là một nhân vật lớn chỉ cần dậm chân là có thể làm ảnh hưởng đến cả một vùng thế lực hùng hậu nhiều anh em trong tay có không ít tụ điểm ăn chơi và doanh nghiệp tư nhân là một kẻ giàu có gia tài hàng bạc triệu tiền lão hổ vẫy tay dẫn người xông vào thẳng khách sạn đám người tựa như dòng nước lũ màu đen ồ ạt xông đến phòng bao chỗ mấy người tiêu chính văn đang đứng. Phía bên này, tiền tuệ tuệ hết sức thảm hại, miệng đầy máu, gương mặt sưng phù như đầu heo, thoi thóp nằm dưới đất. ầm 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 lúc này, hành lang vang lên tiếng bước chân rồn rập, ồn ào náo nhiệt. Kẻ nào dám động đến con gái tao, không xem tiền lão hổ này ra gì đúng không, muốn bị diệt cả nhà luôn à. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, âm thanh gầm thét đầy giận dữ của tiền lão hổ như làm rung chuyển cả khách sạn. Ngay sau đó, dáng vẻ vạm vỡ của ông ta liền xuất hiện, dẫn theo gần 100 anh em cầm đầu sông vào phòng bao. Hàng chục tên côn đồ cầm theo dao và gậy hung hăng sông vào, bao vây cả căn phòng. Trừ lại vài tên đứng ngoài canh cửa. Với thế trận này, ngay cả một con ruồi cũng không lọt ra ngoài được. Bố, bố, cuối cùng bố cũng đến rồi, mau cứu con. Cứu con với, tiền tuệ tuệ nằm dưới đất, khóc lóc kêu gào thảm thiết tựa như thấy cứu tinh, thấy được hy vọng của sự sống. Tiền lão hổ thấy con gái bị đánh thành bộ dạng này lập tức nổi giận đùng đùng, hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Văn Chính bị bao vây trong đám đông, chỉ tay quát lên, mày dám đánh con gái tao. Xông lên cho tao, chặt chân tay của hắn. Con gái của Tiền lão hổ là viên ngọc quý nâng niu trên tay, từ nhỏ đến lớn, bản thân ông ta cũng không đành lòng đánh. Bây giờ lại bị một tên oát con không biết trời cao đất dày là gì đánh thành bộ dạng như vậy, Tiền lão hổ làm sao nuốt trôi cơn giận này được. Giờ phút này, ông ta nổi lên ý định muốn giết Tiêu Chính Văn. Trong tích tắc, khoảng hơn chục tên côn đồ cầm dao và gậy vung về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng ánh mắt Tiêu Chính Văn vô cùng lạnh lùng, một đòn vừa đấm vừa đá khiến hai tên bay ra ngoài, nôn ra máu, ngã thẳng xuống đất, mất mạng trong tích tắc cú đánh ác liệt và hung hãn khiến những tên còn lại đều đứng im tại chỗ, nhìn về phía tiền lão hổ. Tiền lão hổ cũng sững sờ, nhìn hai tên côn đồ thê thảm ngã dưới đất, nhíu mày, sau đó gầm lên, đánh chết hắn cho ông. Đánh chết, thế nhưng, đúng lúc này, bên ngoài hành lang lại có thêm một trận ồn ào rung chuyển trời đất. Đám côn đồ tiền lão hổ dẫn theo đang bị bao vây bởi một nhóm mặc vest màu đen khác, tay cũng cầm dao và gậy rõ ràng đối phương có nhiều người hơn bọn họ hơn nữa vẫn không ngừng ùn ùn kéo đến buông đồ xuống ông nói bọn mày bỏ xuống bỏ hết xuống cho tao sao nào bọn mày còn định ra tay với cả bọn tao sao đám người đến sau tính tình còn hung bạo hơn thái độ hiển nhiên càng thêm dữ dằn tên cầm đầu trên người có hình xăm thẳng thừng đá văng mấy tên đàn em của tiền lão hổ dơ dao trong tay lên la hét lúc này bên ngoài khách sạn mười mấy chiếc, không, là mấy chục chiếc, thậm chí còn nhiều hơn xe có rèm che và e thương vụ màu đen đều lao đến nhanh như chớp, sau đó từng tên từng tên côn đồ nhảy xuống, nhanh chóng đánh úp mấy tên đàn em của Tiền lão hổ để lại trông cửa, tiếp đó xông thẳng vào khách sạn. Một bóng người đàn ông trung niên, gương mặt u ám lạnh băng, vóc dáng cao lớn bước ra từ sau đám người. Thiên, Thiên gia. Đột nhiên Đám đàn em của Tiền lão hổ dẫn theo nhìn thấy người đàn ông đó liền hoảng loạn, nhanh chóng tránh ra. Trịnh Thiên Thái ung dung bước qua đám đông, đi đến cửa phòng bao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiền lão hổ, giận dữ quát Tiền lão hổ. Dám động vào anh Tiêu thì phải hỏi xem Trịnh Thiên Thái tôi có đồng ý hay không đã. Chương 76, rốt cuộc cậu ta có thân phận gì? Bá đạo, khí thế lạnh lùng. Trịnh Thiên Thái bỗng gia nhập khiến sắc mặt Tiền lão hổ tối sầm lại. Thiên gia, chẳng lẽ ông có quan hệ gì với thằng nhãi này? Hắn đánh con gái tôi bị thương, hôm nay tôi nhất định phải đánh chết hắn. Nếu ai dám ngăn cản tôi, đừng nói là Thiên gia, dù có là ông trời cũng không được." Tiền lão hổ lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ. Danh tiếng của ông ta trong thế lực ngầm ở Tu Hà thấp hơn Trịnh Thiên Thái một bậc. Bốn ông hoàng và một vị hoàng đế, Trịnh Thiên Thái chính là hoàng đế, người đứng đầu trong thế giới ngầm. Còn bọn họ chỉ là bốn ông hoàng, nếu muốn so sánh về thực lực, về tài sản thì họ không bằng Trịnh Thiên Thái. Nhưng xét về tính cách và thủ đoạn nham hiểm thì họ cũng chẳng thua kém ai, đều có lòng làm bá chủ. Thế nhưng cảnh tượng khiến tiền lão hổ và đám côn đồ ở đó kinh hoàng thoáng chốc đã xảy ra ngay trước mặt. Chỉ nghe thấy Trịnh Thiên Thái cười khẩy, sau đó xoay người lại, nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt kính trọng, cúi người nói: "Ngài Tiêu." Thuộc hạ đến muộn xin ngài rộng lượng tha thứ. Sứt lời, trịnh thiên thái vẫn cúi người 90 độ, dường như nếu tiêu chính văn không mở miệng thì ông ta sẽ không đứng thẳng dậy. Cảnh tượng này khiến tiền lão hổ kinh ngạc không thôi, mắt trợn to, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng. Trịnh thiên thái này là nhân vật kiệt xuất không sợ trời không sợ đất, nói sao cũng là người đứng đầu trong thế giới ngầm tu hà, là một trong 10 doanh nhân lớn ở tu hà lúc này ông ta lại khúm núm cúi người với người đàn ông đó như vậy quả thật là như nghe thấy chuyện nghìn lẻ một đêm không có thật tiền lão hổ hoảng loạn vẻ mặt kinh ngạc tiêu chính văn chỉ lạnh lùng nói có thể giải quyết được không trịnh thiên thái lập tức đáp ngài tiêu hãy yên tâm có thuộc hạ ở đây không ai dám làm ngài tiêu bị thương được đâu thật ra trịnh thiên thái biết dù ông ta không đến thì tiêu chính văn cũng có thể rời đi an toàn ông ta đã biết được một chút về thân phận của tiêu chính văn từ Lý Trường Thắng, anh là người rất phi thường. Dù là cục trưởng tống của cục thanh tra Tu Hà và chủ tịch Tô của Tu Hà cũng phải cung kính khi ở trước mặt anh. Cuống hồ không lâu trước đó chuyện của nhà họ tiền đều do một mình tiêu chính văn làm. Bây giờ tiền lão hổ đắc tội với tiêu chính văn quả thật là muốn chết. Trịnh Thiên Thái xoay người lại, sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm tiền lão hổ nói, tiền lão hổ, bảo người của ông bỏ hết vũ khí xuống đừng chống cự vô ích bất kỳ ai dám phản kháng trước mặt ngài tiêu cũng đều vô ích thôi nghe vậy sắc mặt tiền lão hổ trở nên xám xịt ông ta tức giận hét lên trịnh thiên thái mẹ kiếp ông tưởng tiền lão hổ tôi bị dọa sợ sao nếu ông đã muốn bảo vệ thằng quát này được hôm nay tiền lão hổ tôi sẽ khai chiến với trịnh thiên thái ông lập tức thông báo cho tất cả anh em qua hết đây cho tôi tất cả Tiền lão hổ hét lên, vẻ mặt rất dữ tợn, lửa giận trong ánh mắt như sắp bùng cháy phun trào. Đàn em của ông ta cũng nhanh chóng bấm điện thoại gọi đi, lập tức dẫn người đến khách sạn. Toàn bộ, nhưng đầu bên kia điện thoại lại vang lên một giọng nói lạnh lùng. "Cậu là người của Tiền lão hổ sao? Xin lỗi nhé, truyền lời với Tiền lão hổ, địa bàn của ông ta đã bị Tống Hậu Lượng phong tỏa rồi. Người cũng bị tôi bắt luôn rồi." Ở đầu bên kia, Tống Hậu Lượng đang dẫn một đám binh lính đứng trước cửa hộp đêm của Tiền Lão Hổ. Đám lính vũ trang đang tống từng người trong hộp đêm lên xe. Sau đó Tống Hậu Lượng vung tay lên hét lớn, "Tất cả mọi người, đêm nay hễ là địa bàn ở Tiền Lão Hổ thì đều phong tỏa hết. Phải bắt hết người của ông ta." Nói xong Tống Hậu Lượng bước lên xe, dẫn theo một đám lính vũ trang cấp tốc đến khách sạn nơi xảy ra vụ việc. Còn ở bên này, lúc này sắc mặt của tên đàn em của tiền lão hổ đó vô cùng khó coi, nói năng lắp bắp, hổ, hổ ra, xảy ra chuyện rồi, thấy vậy, sắc mặt của tiền lão hổ cũng u ám lại, tát hắn một bạt tai nói, có gì thì mau nói đi. Tên đàn em kia che mặt nói, hổ ra, địa bàn của chúng ta bị niêm phong rồi, các anh em cũng bị bắt rồi. Là, là tổng tư lệnh tống hậu lượng đích thân dẫn đội đến. Âm 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 câu này như xét đánh ngang tai khiến tim tiền lão hổ như bị nổ tung cái gì địa bàn của ông ta bị niêm phong sao anh em cũng bị bắt rồi ư sao sao có thể chứ tiền lão hổ giật lấy điện thoại trong tay hắn hoảng loạn vội bấm số gọi đi nhưng không có cuộc gọi nào được kết nối bỗng chốc tiền lão hổ toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo ông ta sợ sợ thật rồi ông ta kinh ngạc ngờ vực sắc mặt khó coi nhìn trịnh thiên thái hỏi là ông bắt tay với tống hậu lượng ra tay với tôi sao trịnh thiên thái cười đáp tiền lão hổ tôi vẫn chưa đủ tư cách để mời được tổng tư lệnh tống đâu nói thật đây là ý của ngài tiêu nghe thấy vậy tiền lão hổ quay đầu lại nhìn tiêu chính văn lúc này đã ngồi ngay ngắn trên ghế sofa thưởng thức rượu thượng hạng bên cạnh anh là đám người hàn dĩnh nhi và kỳ kỳ đều run rẩy quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu lên lúc này họ cực kỳ sợ hãi và khiếp sợ. Họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ. Tiền lão hổ đến thì đã đành, không ngờ người đứng đầu trong thế giới ngầm ở tu hà trịnh thiên thái lại đến. Hơn nữa còn cúi người quỳ gối với tên tiêu chính văn đó nữa. Lúc đó họ cũng có ý nghĩ muốn chết rồi. Rốt, rốt cuộc mày là ai, cuối cùng tiền lão hổ không kìm được nỗi sợ trong lòng bèn lên tiếng hỏi một thanh niên trông có vẻ bình thường thế mà lại có thực lực lớn mạnh như vậy không chỉ khiến trịnh thiên thái huy động nhiều người ra mặt giúp anh mà thậm chí còn có thể điều động lực lượng bên tống hậu lượng niêm phong địa bàn của mình bắt hết anh em của mình đáng sợ thật đáng sợ tiêu chính văn thờ ơ cười nói ông vẫn chưa có tư cách biết tôi là ai bây giờ tôi cho ông hai lựa chọn một là sống hai là chết ông tự chọn đi nghe anh nói vậy cả người tiền lão hổ đều run rẩy cơn tức cũng theo đó bùng phát. Ông ta lại nhìn Trịnh Thiên Thái không ngừng nghi ngờ, tình thế này có phải do Trịnh Thiên Thái làm ra không? Cố ý tìm vài diễn viên đến để lừa mình, muốn nuốt chửng thế lực của mình à? Nghĩ vậy, tiền lão hổ bật cười, nói, hừ. Tao không tin một thằng what trai trai như mày có thể có thế lực lớn như vậy. Muốn tiền lão hổ tao đầu hàng hà, nằm mơ đi. Các anh em, chuẩn bị tử chiến. Chỉ một chốc sau, bầu không khí trở nên căng thẳng lạ thường trịnh thiên thái cũng thức giận quát tiền lão hổ ông muốn chết phải không người hai bên sắp lao vào đánh nhau lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên ở dưới lầu đám người mặc quân phục chiến đấu màu đen đều được trang bị vũ trang kết hợp với súng cấp tốc xông vào khách sạn rầm 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 cả hành lang đều rung chuyển tống hậu lượng dẫn người xông vào trong đi đến đâu đám côn đồ đó cũng không kịp tránh Tiền lão hổ, ông to gan thật, dám hành hung người khác dưới mí mắt của tôi." Tống Hậu Lượng xông vào đấm vào mặt Tiền lão hổ một đấm. Cú đấm này làm Tiền lão hổ sướng sờ, nhưng ông ta không dám phản kháng, không dám nói gì. Sau đó Tống Hậu Lượng cất bước đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiền lão hổ, cung kính nói: "Ngài Tiêu, thuộc hạ đến rồi, địa bàn của Tiền lão hổ đã bị niêm phong, người của ông ta cũng bị bắt hết rồi." Ngài còn chỉ thị gì nữa không, tôi lập tức đi làm ngay. Nhìn thấy cảnh này, tiền lão hổ có hung hãn cỡ nào cũng quỳ dạp xuống đất. Xong rồi, xong thật rồi. chương 77, khởi binh hỏi tội. Khoảnh khắc đó, tiền lão hổ có cảm giác trời sụp xuống rồi. Có lẽ mọi thứ cả đời ông ta phấn đấu mới có được sẽ mất đi toàn bộ vào ngày hôm nay. Người đàn ông trước mặt cực kỳ đáng sợ. Thế mà có thể khiến tổng tư lệnh tống của Tu Hà đích thân đến đây, hơn nữa còn cúi người cung kính nói chuyện với anh. Cậu ta có khí thế và uy lực thế nào? Thực lực ra sao? Tiền lão hổ quỳ thuộc xuống đất, mồ hôi vã như tắm, vẻ mặt rất hoảng loạn. Tống hậu lượng quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn tiền lão hổ đang quỳ dưới đấy nói tiền lão hổ. Bây giờ ông còn muốn nói gì nữa không? Tiền lão hổ ngẩng đầu lên, cả người run rẩy nhìn tiêu chính văn đang ung dung ngồi trên sofa. Sau đó, ông ta vội vàng bò đến chỗ anh như một con chó dập đầu xin tha ngài tiêu ngài tiêu tôi sai rồi xin ngài tha cho cái mạng nhỏ này của tôi tôi nhất thời hồ đồ xúc phạm đến ngài tiêu xin ngài tiêu nương tay sau này tiền lão hổ tôi có làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ơn tha mạng ngày hôm nay của ngài tiêu lão hổ điên cuồng dập đầu đầu đập vào gạch dưới sàn vang lên tiếng cốp cốp cả viên gạch đều bị vỡ dính máu tươi trên đó Cảnh tượng này hoàn toàn khiến từng đàn em của tiền lão hổ buông vũ khí trong tay xuống, đều quỳ dạp xuống. Đám người hàn dĩnh nhi ở phía bên kia cũng kinh hoàng. Nhất là tiền tuệ tuệ lúc này thấy bố của mình vốn là một người giỏi giang, một tay có thể che trời, thế mà bây giờ lại quỳ xuống trước mặt tiêu chính văn người mà cô ta vốn xem thường và chế nhạo. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới quan của cô ta đều sụp đổ. Lúc này người bố mà cô ta luôn lấy làm tự hào, tính cách kiêu ngạo hống hách của cô ta đều bị nhìn thành một đống hỗn độn. Rốt cuộc tiêu chính văn là ai? Tại sao lại có thế lực đáng sợ như vậy? Ngay cả trịnh thiên thái người đứng đầu ở thế giới ngầm tu hà và tổng tư lệnh tống cũng phải cung kính với anh ta. Anh ta là con chó hoang của nhà họ tiêu trong lời đồn sao. Tiêu chính văn, đại thiếu gia tiêu, cầu xin anh tha cho bố tôi, cũng tha cho tôi. Tôi sai rồi, tôi đáng chết, tôi mắt mù xem thường người khác tôi không nên đánh khương vi nhan nhưng đây cũng không phải là ý của tôi là cô ta là hàn dĩnh nhi bảo chúng tôi làm vậy là cô ta gọi chúng tôi đến cố ý làm khó dễ và sỉ nhục vợ của anh tiền tuệ tuệ mặc kệ vết thương của mình bò đến trước mặt tiêu chính văn cố sức dập đầu xin lỗi đồng thời bán đứng hàn dĩnh nhi bạn thân gì đó đều là giả đối mặt với sự sống và cái chết bạn bè người thân đều có thể bán đứng chỉ cần cô ta Bố cô ta và nhà họ Tiền có thể sống là được." Hàn Dĩnh Nhi vốn còn đang run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất lúc này nghe Tiền Tuệ Tuệ nói vậy, cả người cô ta như bị sét đánh giật mình hét lên, "Không có không có. Tiêu Chính Văn, anh đừng nghe cậu ta nói bậy, không phải tôi. Tôi, tôi." Hàn Dĩnh Nhi rất hoảng sợ, khuôn mặt cô ta cũng trở nên méo mó vì sợ hãi. "Gọi ông chủ khách sạn đến đây." Tiêu Chính Văn nói. Trịnh Thiên Thái lập tức ra hiệu cho đàn em của mình, không đến 5 phút sau, Hàn Lập Trung run rẩy, toát mồ hôi lạnh bước vào. Ông ta đã biết tình hình ở khách sạn, dưới lầu toàn là người. Người của Trịnh Thiên Thái, người của Tiền Lão Hổ và người của Tổng Tư Lệnh Tống. Hàn Lập Trung chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, là cảnh tượng mà cả đời ông ta không dám tưởng tượng. Vừa vào cửa, Hàn Lập Trung đã thấy bố con nhà họ Tiền đang quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, còn trịnh thiên thái và tống hậu lượng cung kính đứng một bên. Ông ta hoảng sợ quỳ xuống, nói với tiêu chính văn ngồi trên sofa. Cậu tiêu, tôi đã biết rõ chuyện đã xảy ra, là con gái tôi làm sai. Nếu cậu muốn khiển trách con gái tôi thì Hàn Lập Trung tôi tuyệt đối không bao che. Nhưng xin cậu hãy tha cho con gái tôi một mạng. Hàn Lập Trung tôi dù có bán hết gia tài cũng sẽ đền bù đủ cho cô Khương. Xin cậu dơ cao đánh khẽ. Sứt lời, Hàn Lập Trung quỳ xuống. Nước mắt ngắn, nước mắt dài nói. Hàn Dĩnh Nhi quỳ ở một bên khóc lóc nước nở nói: "Bố, hu hu hu, Dĩnh Nhi sai rồi, Dĩnh Nhi sai rồi." Tiêu Chính Văn lạnh lùng ngồi thẳng dậy xem màn kịch trước mắt, sự tức giận trong ánh mắt đã biến mất. Anh nói giống như ra lệnh: "Kiểm tra nhà họ Tiền, tịch thu hết tài sản quyên vào quỹ công. Còn nhà họ Hàn, tôi hy vọng ngày mai có thể thấy hai bố con ông đến xin lỗi. Những người khác tự mình xử lý ổn thỏa." Trong thoáng chốc, Hàn Lập Trung và Hàn Dĩnh Nhi quỳ dưới đất không ngừng dập đầu cảm ơn cậu Tiêu. Ngày mai tôi dẫn con gái đến tận nhà xin lỗi. Những người khác cũng liên tục dập đầu, cảm ơn Tiêu Chính Văn đã không giết họ. Sau đó Tiêu Chính Văn xoay người rời đi. Nghe anh nói vậy, tiền lão hổ mềm nhũn nằm dạp dưới đất. Xong rồi, kết thúc rồi. Trịnh Thiên Thái liếc nhìn tiền lão hổ tự cao tự đại, thầm lạnh lùng hư một tiếng nói tiền lão hổ, một nước đi sai, kết cục sẽ thua. Đây chính là số mạng của ông đấy." Tống Hậu Lượng vung tay lên nói, "Người đâu, dẫn toàn bộ đi." Ngày hôm sau, một tin tức làm cả tu hà chấn động. Chỉ trong một đêm tập đoàn tiền thị bị niêm phong, bố con tiền lão hổ bị tống giam, các địa điểm giải trí và sản nghiệp dưới quyền đều bị Trịnh Thiên Thái thu mua. Đồng thời, đàn em dưới trướng của tiền lão hổ đều sáp nhập vào đàn em của Trịnh Thiên Thái chỉ trong một ngày danh tiếng của thiên gia ở tu hà tăng vọt gây ra sự chú ý và chấn động của cả thành phố đồng thời tại công ty nhà họ khương khương thái sương và cả nhà ba người khương văn kỳ đang nghiêm khắc khiển trách khương vi nhan khương vi nhan cô thật to gan đắc tội với nhà họ hàn cô có biết cô đã gây ra rắc rối lớn thế nào không lúc này khương văn kỳ đại diện cho phó chủ tịch của công ty nghiêm khắc chỉ trích khương vi nhan đang ngồi bên dưới Hôm nay Khương Vi Nhan trang điểm che đi vết thương tối qua, lúc này cô cũng cảm thấy hoảng loạn, nghĩ lại mà sợ. Hừ, nhờ cuộc đấu tranh địa bàn của thiên gia và tiền lão hổ nên tiền lão hổ bị tiêu diệt. Nếu không, đắc tội với nhà họ tiền, nhà họ Khương chúng ta xong đời ở Tu Hà rồi, thiết mai mắng xối xả. Sáng sớm nay cả nhà ba người họ biết được chuyện tối qua Khương Vi Nhan đắc tội với đám người Hàn Dĩnh Nhi và tiền tuệ tuệ hàn dĩnh nhi là tiểu thư nhà họ hàn nhà họ hàn là tập đoàn khách sạn nổi tiếng ở tu hà không kém gì nhà họ khương hơn nữa vốn dĩ nhà họ khương có hợp tác với nhà họ hàn nhà họ hàn cũng là khách hàng lớn đắc tội với họ thì nhà họ khương ít nhất cũng phải tổn thất mấy chục triệu tiền lợi nhuận càng đáng sợ hơn là con tiện nhân khương vi nhan này còn đắc tội với tiền tuệ tuệ của nhà họ tiền đó là sát thần đấy nhà họ tiền chỉ cần dậm chân một cái là cả nhà họ Khương không còn chỗ đứng ở Tu Hà. Cũng may sáng nay tin tức tranh giành chuyện làm ăn của Trịnh Thiên Thái và tiền lão hổ được đăng đầy trên các phương tiện truyền thông. Cuối cùng tiền lão hổ bị bắt, nhà họ tiền cũng theo đó tan rã, người nhà họ Khương mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dĩ nhiên trước mắt phải giải quyết vấn đề của nhà họ Hàn. Khương Vi Nhan, tôi không cần biết cô làm thế nào, hôm nay nhất định phải đích thân đến nhà họ hàn xin lỗi nếu không được hàn dĩnh nhi tha thứ thì cô đừng về đây nữa khương thái sương lạnh lùng ra lệnh bây giờ trong đầu khương vi nhan vẫn còn mông lung tối qua sau khi tỉnh lại cô đã nằm ở nhà rồi là tiêu chính văn đã chăm sóc cho cô đến dạng sáng mà sáng sớm nay cô đã bị khương mỹ nghiên gọi đến công ty bây giờ vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì khương vi nhan mày còn ngây người được à còn không mau đến nhà họ hàn xin lỗi đi khương mỹ nghiên đập bàn tức giận đứng phát dậy nghiêm giọng quát khương vi nhan hết cách đành đồng ý cô đứng dậy định đi đến nhà họ hàn cô không cam lòng rõ ràng là hàn dĩnh nhi bắt tay với mấy người kia bắt nạt mình đánh mắng mình mà bây giờ lại bảo mình đi xin lỗi kẻ gây sự đúng là hoang đường nhưng đây lại là hiện thực nhưng ngay lúc khương vi nhan đứng dậy một trợ lý vội vàng xông vào hô chủ tịch không ổn rồi Hàn Lập Trung đến rồi. Ông ta đã đến dưới lầu rồi, hơn nữa còn dẫn theo rất nhiều người nữa, khí thế khá hung hãn, chương 78, đương nhiên là tiêu. Cái gì? Đến thật rồi sao? Còn là gia chủ Hàn đích thân đến. Nghe thấy những lời này, sắc mặt của Khương Thái Sương trở nên căng thẳng và lo lắng. Lúc quay đầu nhìn Khương Vi Nhan còn mang theo vẻ căm hận, nói: "Khương Vi Nhan ơi là Khương Vi Nhan, cô đang muốn hại chết nhà họ Khương tôi à?" hết lần này tới lần khác gây ra chuyện, cô thử nói xem mình có phải khắc tinh của nhà họ Khương tôi không. Hừ, ông nội, cô ta chính là sao trổi. Từ lúc cô ta trở về, nhà họ Khương chúng ta cứ liên tiếp xảy ra chuyện, cháu thấy chúng ta nên đuổi cổ cô ta, tiêu chính văn và cả cái đứa con hoang kia đi luôn đi. Khương Mỹ nghiên lợi dụng thời cơ đổ thêm dầu vào lửa, cau mày nói. Cô ta vẫn ôm hận trong lòng chuyện Tiêu Chính Văn to gan dám ra tay ở trong sân nhà họ Khương mấy hôm trước. Bây giờ, không dễ gì mới nắm bắt được cơ hội, đương nhiên cô ta sẽ không bỏ qua cho Khương Vi Nhan. Hừ, Khương Thái Sương lạnh lùng hừ một tiếng, vội đứng dậy nói, còn ngồi đấy làm cái gì, mau ra ngoài đón tiếp gia chủ Hàn đi. Nói xong, lãnh đạo cấp cao trong công ty và họ hàng nhà họ Khương đều đồng loạt đứng dậy chạy về phía cửa chính. Đồng thời, bọn họ cũng không ngừng mắng chửi khương vi nhan hừ đúng là đồ sao trổi báo hại chúng tôi bị gọi đến họp từ sáng sớm tôi thấy nhà họ khương sớm muộn gì cũng vì cô ta mà trở thành lịch sử của tu hà cái loại hèn hạ này vẫn còn trơ mặt ra mà sống ở nhà họ khương nếu là tôi thì đã cuốn gói rời đi từ lâu rồi những lời nói ác ý không chút che đậy cứ thế phát ra thậm chí có người còn cố ý va vào khương vi nhan vài lần khi đi qua cô khiến cơ thể vốn đã không dễ chịu gì của khương vi nhan suýt thì ngã xuống đất xin lỗi xin lỗi nhất định tôi sẽ nghĩ cách giải quyết khương vi nhan cúi đầu nhận sai ôm hết mọi lỗi lầm về mình khóe mắt cô đỏ ngầu nước mắt cứ thế rơi xuống tại sao hôm qua mình lại đến bữa tiệc đó tại sao lại đắc tội với hàn dĩnh nhi nếu như không phải vì mình thì có lẽ nhà họ khương cũng không thành ra thế này đâu đúng không nghe thấy biết bao nhiêu lời nói đả kích kia Mặc dù Khương Vi Nhan rất đau lòng nhưng còn cảm thấy tự trách nhiều hơn, thậm chí còn nghi ngờ bản thân thật sự có phải là sao chổi hay không. Chẳng mấy chốc, đám lãnh đạo cấp cao trong công ty và họ hàng nhà họ Khương đều đã chạy đến được cửa chính ở dưới tầng. Hàn Lập Trung dẫn theo Hàn Dĩnh Nhi đang đeo kính dâm và đội mũ che nắng, trên mặt cô ta vẫn còn vết thương, sau lưng còn có mười mấy tên vệ sĩ ôm theo mấy chiếc hộp, tiến thẳng vào tiền sảnh công ty nhà họ Khương. Ôi chao, Chủ tịch Hàn, Chủ tịch Hàn, đã lâu không gặp, không ngờ hôm nay ông lại đến tận đây. Tôi nhận được thông báo của trợ lý liền vội vàng chạy đến tiếp đón ông. Khương Thái Sương chống gậy, nở nụ cười kính trọng, tiến lên trước bắt tay với Hàn Lập Trung. Hàn Lập Trung năm nay mới hơn 40 tuổi, nhà họ Hàn trong tay ông ta đã phát triển tới mức ngang ngang hàng với nhà họ Khương, không thể xem thường. Nhưng Hàn Lập Trung không thèm bắt tay với Khương Thái Sương, vội vàng lên tiếng, "Khương Vi Nhan có ở đây không?" nghe thấy lời này sắc mặt của toàn bộ người nhà họ khương đều trở nên vô cùng khó coi thậm chí còn có kẻ cười trên nỗi đau của người khác vừa đến trước cửa đã không chờ nổi muốn hỏi tội quả nhiên khương vi nhan này đã chọc giận nhà họ hàn nếu không thì hàn lập trung cũng sẽ không vì con gái mình mà phải đích thân tìm tới tận đây khương thái sương sững sờ hơi khó xử thu tay về sau đó lạnh lùng quay đầu lại quát lên khương vi nhan còn không mau bước lên trước khương vi nhan đứng ở phía sau lúc này không cần tự đi mà bị người ta đẩy thẳng ra đằng trước thậm chí bên tai còn có tiếng cười khẩy của đám người khương mỹ nghiên ha ha khương vi nhan để tôi xem lần này vô còn nói dối kiểu gì để thoát tội gia chủ hàn đích thân đến hỏi tội cô mau dập đầu nhận lỗi đi khương vi nhan hết sức căng thẳng cơ thể khẽ run rẩy bước lên phía trước quỳ xuống còn đứng đấy làm cái gì không nhìn thấy gia chủ hàn đích thân tới rồi sao đều do cô gây ra cơ sử hôm nay khương thái sương bực tức quát tháo giơ cây gậy trong tay lên định đánh về phía người khương vi nhan hàn lập trung nhìn thấy cảnh này thì chợt biến sắc nếu vì mình mà khương vi nhan bị ông cụ khương đánh thì tiêu chính văn không giết mình và tiêu diệt luôn nhà họ hàn mới là lạ vậy nên hàn lập trung lập tức ngăn khương thái sương lại ông ta hét lên chủ tịch khương cụ hiểu nhầm rồi Tôi không phải đến để hỏi tội, nghe thấy lời này, không chỉ Khương Thái Sương mà ngay cả đám người nhà họ Khương và lãnh đạo cấp cao của công ty đứng phía sau cũng đều sửng sốt. Không phải đến để hỏi tội sao? Chủ tịch Hàn, ông đừng khách sáo với lão già tôi, nếu đã là việc cô ta làm sai thì đương nhiên phải bị phạt. Tôi đã nghe nói hết sự tình rồi, đều là lỗi của Khương Vi Nhan, Khương Thái Sương lạnh lùng nói, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Hàn Dĩnh Nhi đang đứng bên cạnh Hàn Lập Trung vừa nhìn đã đoán vết thương trên mặt này là do Khương Vi Nhan đánh. Cô còn không mau quỳ xuống xin lỗi Thiên Kim của chủ tịch Hàn đi, Khương Thái Sương lại gầm lên thêm lần nữa. Mặc dù trong lòng Khương Vi Nhan ấm ức và không cam tâm nhưng đối diện với ánh mắt của đám người nhà họ Khương cùng với sự áp bức của Khương Thái Sương, cô chỉ có thể tủi thân bật khóc, sau đó cúi người chuẩn bị quỳ xuống. Đúng vào lúc này, Hàn Lập Trung ngăn Khương Vi Nhan lại, nói với vẻ mặt hoảng hốt, "Tiểu thư Khương, Cháu không cần phải quỳ xuống, phải là Hàn Dĩnh Nhi quỳ xuống xin lỗi cháu mới đúng." Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Hàn Lập trung tức giận quát lên, "Còn đứng đấy làm gì, quỳ xuống xin lỗi Vi Nhan đi." Hàn Dĩnh Nhi đâu làm không nghe, thủ đoạn tối qua của Tiêu Chính Văn khiến cho cô ta ám ảnh đến mức cả đời cũng không thể nào quên đi được. Bịch, trước mặt tất cả mọi người, Hàn Dĩnh Nhi khuỵu chân quỳ xuống trước mặt Khương Vi Nhan, nghẹn ngào nói, "Vi Nhan, mình sai rồi tối hôm qua là lỗi của mình là do mình nhất thời hồ đồ mong cậu tha thứ cho mình nể tình trước đây chúng ta là bạn thân nhất của nhau cậu nhất định phải tha thứ cho mình nếu không thì mình thê thảm mất thôi hu 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 nói đến cuối cùng hàn dĩnh nhi đã bật khóc nức nở dáng vẻ này không hề giống đang giả vờ đây chính là nỗi sợ hãi thật sự chuyện 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 này là sao không phải nói là nhà họ hàn đến để hỏi tội à Đúng thế, sao tôi nhìn mà không hiểu gì hết, sao Hàn Dĩnh Nhi lại quỳ xuống trước mặt Khương Vi Nhan? Còn xin cô ta tha thứ, đã xảy ra chuyện gì sao? Khương Mỹ Nghiên và Khương Thần đứng trong đám đông cũng hoàn toàn kinh ngạc. Vốn dĩ họ cho rằng Khương Vi Nhan sẽ vì chuyện đắc tội với nhà họ Hàn mà bị đuổi ra khỏi cửa, nhưng bây giờ nhà họ Hàn lại xin lỗi ngược lại. Sao Khương Vi Nhan này lần nào cũng may mắn thế chứ? Sốt cuộc là tại sao? Còn bên này, Hàn Lập Trung vỗ tay, mười mấy tên thuộc hạ phía sau cùng mở hộp ra, toàn bộ đều là những món quà đắt giá, đủ các loại vàng bạc châu báu, giá trị cũng phải lên tới vài triệu tệ. Lúc này, cả nhà họ Khương đều bị đống quà tặng đắt giá này thu hút sự chú ý. "Tiểu thư Khương, đây là quà nhà họ Hàn tôi bồi thường cho cháu, là do con gái bác trẻ tuổi không hiểu chuyện, cháu tuyệt đối đừng so đo với nó, tha thứ cho nó lần này nhé." hàn lập trung khom lưng nói đâu còn dáng vẻ uy nghiêm của một chủ tịch đến lúc này khương vi nhan vẫn còn sững sờ hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhìn hàn dĩnh nhi đang quỳ dưới đất mặc dù trong lòng tức giận nhưng giờ phút này đã tan biến cô vội vàng nói dĩnh nhi cậu đứng lên đi mình đã tha thứ cho cậu rồi hàn dĩnh nhi nghe thấy vậy thì lập tức vừa khóc nức nở vừa đứng lên không ngừng khom lưng cảm ơn khương vi nhan bởi vì cô ta không cần phải chết nữa nếu không có được sự tha thứ của khương vi nhan hàn dĩnh nhi và cả nhà họ hàn đều sẽ chết chắc bác hàn cháu muốn biết tại sao bác lại đột nhiên đến xin lỗi chuyện này là ai bắt mấy người đến sao có thể nói cho cháu biết không khương vi nhan nghĩ ngợi cảm thấy vô cùng kỳ lạ trong đầu nghĩ đến một người nên mới vội vàng lên tiếng dò hỏi hàn lập trung sững sờ một lúc hơi lưỡng lự nhưng hàn dĩnh nhi bên cạnh lại nhanh nhỏ trả lời đương nhiên là tiêu Chương 79, Ninh Dương nhà họ Ninh. Con nói linh tinh gì đấy? Đứng sang một bên đi." Hàn Lập Trung vội vàng ngắt lời Hàn Dĩnh Nhi, trợn mắt lườm cô ta một cái, khiến Hàn Dĩnh Nhi sợ đến mức vội vàng đứng ra phía sau không dám ho he. Sau đó, Hàn Lập Trung nhìn về phía Khương Vi Nhan với ánh mắt cung kính và nụ cười lấy lòng, nói: "Tiểu thư Khương, để cháu hiểu lầm rồi. Chuyện này vốn là lỗi của Dĩnh Nhi." Người làm bố như bác đương nhiên không muốn thấy Dĩnh Nhi lại sai lầm thêm nữa, nên bác đã dẫn nó đến xin lỗi cháu. Khương Vi Nhan nghe thấy vậy, ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi, nhưng cũng không truy hỏi nữa. Sau đó, Hàn Lập Trung lại xin lỗi lần nữa rồi mới dẫn Hàn Dĩnh Nhi rời khỏi công ty nhà họ Khương. Họ vừa rời đi, các lãnh đạo cấp cao công ty và họ hàng thân thích nhà họ Khương liền bàn tán xôn xao. Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ? nhân vật tai to mặt lớn như hàn lập trung mà lại dẫn con gái đến xin lỗi sao chịu thôi nhưng chỉ cần không phải đến hỏi tội là được hừ dù là vậy thì cũng không thể thay đổi sự thật khương vi nhan là đồ xui xẻo người như cô ta đáng lẽ phải bị đuổi khỏi nhà họ khương mới phải vẻ mặt khương thái sương lạnh lùng nhìn khương vi nhan hừ một tiếng khương vi nhan hy vọng cô biết tự giữ mình đừng làm chuyện gì khiến nhà họ khương mất mặt chuyện hôm nay tôi tạm không truy cứu trách nhiệm của cô. Nói xong, Khương Thái Sương dẫn theo người rời đi. Khương Mỹ Nhiên đứng trong đám người, nhìn chằm chằm Khương Vi Nhan với ánh mắt độc địa, không nói gì, cũng cất bước rời đi. Mọi người nhanh chóng tản đi, lúc này Khương Vi Nhan mới thở phào nhẹ nhõm, trở về sân nhỏ. Vừa vào cửa, cô đã thấy Tiêu Chính Văn đang trải đầu cho Nana, bức tranh hai bố con rất ấm áp. Cảnh tượng này cũng khiến Khương Vi Nhan rất xúc động, nhưng cô biết, tình cảm của cô đối với Tiêu Chính Văn là cảm kích sâu sắc, chứ không phải tình yêu. Cô bước tới liền mở lời hỏi luôn, Tiêu Chính Văn, vừa rồi gia chủ Hàn Lập chung nhà họ Hàn dẫn Hàn Dĩnh Nhi đến công ty xin lỗi em, việc này có phải vì anh không? Đối mặt với sự chất vấn của Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn vẫn tỏ vẻ rất bình thản, lắc đầu đáp, anh biết gì đâu, bọn họ đến xin lỗi sao? chắc là lương tâm trỗi dậy thôi sao vậy họ có làm khó em không khương vi nhan thấy vẻ mặt bình thản của tiêu chính văn cô nhanh chóng xua tan sự nghi ngờ trong lòng ngồi xuống nói vẻ hơi ấm ức không ạ à, nhưng mọi người trong công ty đều nghĩ em là đồ xui xẻo tiêu chính văn anh thấy em có phải là đồ xui xẻo thật không tiêu chính văn nghe vậy mỉm cười dịu dàng nhìn cô nói đâu có em là cô gái đẹp nhất lương thiện nhất trên đời này bọn họ thích nói gì thì kệ họ đi. Khương Vi Nhan gật đầu, nhìn Tiêu Chính Văn trải đầu cho Nana, hơi nổi giận, nói trời ạ, à, ai bảo anh trải đầu thế này, thôi, để em làm cho. Tiêu Chính Văn khó hiểu, nhìn mái tóc rối tung của Nana và vẻ mặt ấm ức của cô bé, ngại ngùng nói, bố xin lỗi, trước đây bố chưa từng học. Nói xong, anh véo khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của Nana. Cùng lúc đó, khương mỹ nghiên đã đến tập đoàn ngô thị đang ngồi trong phòng làm việc của ngô khoan nghiệp vẻ mặt lạnh lùng nói ngô khoan nghiệp anh nghe ngóng thế nào rồi lẽ nào chúng ta cứ thế bỏ qua sao địa vị của khương vi nhan trong nhà họ khương đang ngày càng vững chắc phải nghĩ cách nhanh chóng đuổi cô ta đi thôi ngô khoan nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu đáp anh điều tra rõ ràng rồi vương đại hải bị bắt là vì tiêu chính văn cái tên khốn kiếp này lần nào cũng làm hỏng chuyện của anh anh sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu. Với lại, bên chỗ thiên gia chắc là do Vương Đại Hải bị bắt mà trách tội anh, nên mới cho người đánh anh. Không sao đâu, anh cho người tặng món quà cho thiên gia, chắc ông ta sẽ không tính toán với chúng ta đâu. Nhưng tiếp theo đây chúng ta phải suy tính và bày bố kỹ càng việc đối phó tiêu chính văn và con tiện nhân Khương Vi Nhan kia. Nói đến đây, Ngô Khoan Nghiệp nở nụ cười lạnh lùng dữ tợt, dường như đã có tính toán đầu tiên. Khương Mỹ Nghiên thấy vậy, vội vàng hỏi, anh nghĩ được cách gì rồi sao? Mau nói cho em biết đi." Ngô Khoan Nghiệp cười nham hiểm xảo trá, nói "Em còn nhớ nhà họ Ninh chứ?" "Nhà họ Ninh, ý anh là Ninh Kỳ Nhi," vẻ mặt Khương Mỹ Nghiên tái nhợt. Ngô Khoan Nghiệp gật đầu đáp, "Lần trước, tiệc đính hôn của Ninh Kỳ Nhi nhà họ Ninh với thiếu gia nhà họ Tần trên tỉnh bị phá hỏng, đêm đó, nhà họ Tần tuyên bố hủy hôn với nhà họ Ninh." chuyện này chắc là bọn em vẫn chưa biết bởi vì nhà họ ninh đã phong tỏa tin tức nhưng hai ngày nay anh vừa nhận được tin sao cơ khương mỹ nghiên kích động đứng bật dậy khỏi sofa hỏi ninh kỳ nhi bị nhà họ tần hủy hôn sao mẹ kiếp đây là chuyện lớn đấy nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc đối phó tiêu chính văn và khương vi nhan ngô khoan nghiệp vẫy tay ra hiệu khương mỹ nghiên lại gần ngồi lên đùi cậu ta cậu ta giơ tay ôm lấy eo khương mỹ nghiên nói, bởi vì người phá hỏng tiệc đính hôn này chính là Tiêu Chính Văn. Sau chuyện này, Ninh Kỳ Nhi bị sốc nặng, thề phải trả thù Tiêu Chính Văn. Hai ngày nay anh cũng được biết, đại thiếu gia Ninh Dương của nhà họ Ninh trở về từ tổng chiến khu ở chiến khu Đông Nguyên, em có biết bây giờ Ninh Dương làm chức vụ gì không? Khương Mỹ Nghiên chớp đôi mắt hoài nghi và kích động, hỏi, Ninh Dương? Chính là đại thiếu gia đi lính vào 8 năm trước của nhà họ Ninh sao? anh ta sắp trở về sao? Chẳng phải nghe đồn anh ta là thượng úy sao? Ngô khoan nghiệp lắc đầu, cười đáp là đại úy. Đại úy nắm trong tay 3.000 quân, giữ chức vụ quan trọng ở chiến khu Đông Nguyên, nghe nói sẽ là nhân vật nổi tiếng có hy vọng cao nhất trở thành thiếu tá trước 30 tuổi ở chiến khu Đông Nguyên. Ái trà trà! Khương Mỹ nghiên kinh ngạc, ánh mắt hừng hực, nói ý anh là lần này Ninh Dương trở về là vì Ninh Kỳ Nhi. Ngô Khoan Nghiệp gật đầu đáp, theo tin tức nhận được hiện giờ, thứ nhất là vì Ninh Kỳ Nhi, thứ hai là để chúc thọ lão thái gia nhà họ Ninh. Lần này thì tiêu chính văn tiêu đời rồi. Khương Mỹ Nghiên cũng gật gù, nở nụ cười lạnh lùng hung ác, nói, hư hư, một con chó hoang như tiêu chính văn đối đầu với một đại úy, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Em đang nóng lòng muốn chứng kiến cảnh tượng Ninh Dương đối phó tiêu chính văn đây. Ha ha ha. Trong phòng làm việc vang lên tiếng cười gian xảo của hai người. Còn ở bên này, bởi vì buổi chiều Khương Vi Nhan phải xử lý rất nhiều chuyện hợp tác với công ty, nên bảo Tiêu Chính Văn dẫn Nana ra ngoài đi dạo mua sắm. Tiêu Chính Văn bế Nana đến trung tâm mua sắm vạn đạt gần đó, cô bé vừa vào trung tâm đã chạy thẳng đến khu vui chơi trẻ em. Chơi được một lúc, Nana đòi ăn kem, Tiêu Chính Văn đành phải đứng dậy đến quán kem đối diện khu vui chơi trẻ em mua hai chiếc ốc quế. Sau đó, Tiêu Chính Văn cầm hai chiếc ốc quế với Nana đang vui quên trời đất ở khu vui chơi, cô bé thấy được ăn, nhảy chân sáo chạy tới. Nhưng, cũng đúng lúc này, một đám vệ sĩ mặc vest đen đang bảo vệ nghiêm ngặt một nữ ngôi sao mặc lễ phục màu đen, đeo kính dâm, vóc dáng cao gầy, khí chất lạnh lùng. Phía sau còn có mấy trăm người điên cuồng đuổi theo, ai nấy ra sức dùng điện thoại quay chụp la hét. Dáng vẻ còn kích động hơn gặp bố mẹ ruột cả trăm nghìn lần cứ như nữ ngôi sao kia chính là trụ cột tinh thần, là động lực sống, là niềm tin của bọn họ vậy, họ hoàn toàn không để ý gì đến những người khác trong trung tâm mua sắm. Đến đám vệ sĩ mặc vest đen kia cũng chó cậy mặt chủ, vô cùng ngang ngược, cứ như trung tâm mua sắm và con đường này là của nhà bọn họ, hét lên hung dữ, tránh ra. Tránh hết ra cho tôi. Lúc Nana chạy từ khu vui chơi đến chỗ tiêu chính văn đúng lúc chắn đường đi của bọn họ, một tên vệ sĩ liền ngang ngược thẳng tay đẩy cô bé. Sao cô bé có thể chịu được cú đẩy mạnh này, cứ thế ngã sóng xoài, đầu đập xuống đất, lập tức kêu lên đau đớn. Hu hu hu, bố ơi, bố ơi, chán na na lập tức sưng đỏ lên một cục, cô bé ngồi dưới đất quệt nước mắt, khóc ẩm lên. Tiêu chính văn thấy vậy, chẳng thèm quan tâm đến cây kem trong tay, hét gọi na na rồi chạy như bay qua. chương 80, chó cậy thế chủ. Nhìn thấy tên vệ sĩ thái độ ngang ngược định đá bay Nana đang ngã trên đất, Tiêu Chính Văn tức giận quát lớn, "Anh dám?" Bịch. Sau đó có một tiếng động lớn vang lên, Tiêu Chính Văn chạy thẳng đến trước mặt Nana, anh đá văng tên vệ sĩ đẩy Nana lúc trước ra mấy mét, va và vào làm vỡ tủ kính của một cửa hàng bên cạnh. Choang. Ngay lập tức, toàn bộ khu trưng bày bằng kính chống nổ vỡ thành nhiều mảnh. Tên vệ sĩ rên lên một tiếng, máu phun ra từ miệng. Hắn ta ngã xuống đống kính vỡ vụn trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Cảnh tượng này khiến các lối đi vốn ồn ào và đông đúc của trung tâm mua sắm trở nên yên tĩnh ngay lập tức. Hàng trăm người hâm mộ la hét cuồng loạn, tay cầm điện thoại di động lúc này cũng yên lặng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào tên vệ sĩ ngã trên mặt đất, không thể đứng dậy được nữa, đồng thời cũng nhìn theo hình ảnh Tiêu Chính Văn đang ôm Nana na từ dưới đất lên. Tiêu Chính Văn ôm Nana, na, anh xem vết thương trên trán của cô bé sưng tấy một mảng. Nhìn thấy con gái mình bị thương, hai mắt tiêu chính văn tràn đầy lửa giận, cả người lạnh lùng như băng. Nana na chui vào lòng tiêu chính văn, không ngừng khóc, nước mắt cô bé lăn dài trên má, trông vừa tủi thân, vừa đáng thương, nói, bố ơi, Nana na đau quá, hu hu hu, Nana na ngoan, đừng sợ, bố ở đây rồi. Bố dạy dỗ đám người xấu đó cho con nhé, tiêu chính văn an ủi. Nana na gật đầu thật mạnh, khóc nức nở. Sau đó, tiêu chính văn quay người lại, ánh mắt lạnh lùng như thần chết, nhìn chằm chằm mười mấy tên vệ sĩ mặc vest đen trước mặt, gầm lên các anh làm cái gì thế. Không nhìn thấy có trẻ nhỏ sao, mắt các anh để hết đi đâu rồi, trung tâm mua sắm này do nhà các anh mở à, cơn tức giận của tiêu chính văn như bùng nổ. Trước đây trên mạng có mấy vụ người nổi tiếng đi đến đâu liền chặn đường đến đó, anh vẫn không tin, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến anh thực sự rất phẫn nộ hoa quốc đã biến thành thế này từ khi nào vậy không hâm mộ những người lính trên chiến trường đẫm máu không hâm mộ những nhà khoa học và viện sĩ đã làm việc chăm chỉ cống hiến cho đất nước mà lại hâm mộ mấy người nổi tiếng trên mạng hâm mộ một đám người chỉ đem lại giá trị giải trí tất nhiên tiêu chính văn không hề phản đối cách thức giải trí tiêu khiển của mọi người nhưng việc không coi luật pháp ra gì như thế này thì thật quá kinh khủng và đáng ghét vệ sĩ dẫn đội nhìn thấy cảnh này ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng hắn tiến lên một bước và nói anh này chúng tôi đang hộ tống một nhân vật quan trọng xin vui lòng ra khỏi đây không một lời xin lỗi đối phương cũng chỉ liếc mắt nhìn tên vệ sĩ đang hôn mê trên mặt đất rồi ra hiệu cho nhân viên đưa anh ta đi có thể dùng một cước khiến người trong đội của hắn bất tỉnh nhân sự bản lĩnh của người đàn ông trước mặt có chút đáng gờm, có lẽ do anh rèn luyện sức khỏe quanh năm suốt tháng nên đội trưởng đội vệ sĩ cũng không muốn gây thêm rắc rối nữa. Sứt lời, hàng chục vệ sĩ lại chuẩn bị tiếp tục đứng vây quanh nữ ngôi sao, hộ tống cô ta rời khỏi trung tâm mua sắm. Hành động này khiến tiêu chính văn vô cùng khó chịu. Đối phương còn không thèm mở miệng xin lỗi, ngang ngược, hống hách như thế, đúng là chó cậy thế chủ. Tôi sẽ chống mắt lên xem, Hôm nay các anh không xin lỗi tôi, ai dám rời đi? Tiêu Chính Văn đứng im tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng, trong con người tỏa ra khí lạnh thấu xương, một mình anh đối đầu với mười mấy tên vệ sĩ, nhân viên và hàng trăm người đứng chen chúc phía sau cánh cửa, thậm chí là cả một lượng người hâm mộ nối đuôi nhau không ngừng đến đây để đuổi theo nữ ngôi sao, chen vào từ mọi hướng. Anh này, đừng làm mất thời gian nữa, mời anh tránh ra ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ xử lý anh đó. Đội trưởng đội vệ sĩ sầm mặt xuống, hắn đeo kính dâm, giọng điệu mang theo ý tứ đe dọa. Trong phút chốc, hắn cử hai tên vệ sĩ đứng ra lấy gậy chống bạo động từ thắt lưng ra, hung hăng nhìn chằm chằm tiêu chính văn. Lúc này, những người xem xung quanh, cũng như những người hâm mộ đến đây để theo đuổi nữ ngôi sao, bắt đầu bàn tán xôn xao. Ngược lại, cũng may khách hàng trong trung tâm mua sắm tốt tính, công kích đám vệ sĩ. Này này này, mọi người nhìn xem thói đời gì thế này không biết nữa. Đám vệ sĩ này đẩy chúng ta ra đã đành, lại còn đẩy con của người khác, chán sưng vù lên rồi kia kìa, thái độ còn tệ thế này. Hừ, bọn họ ấy à, đúng là chó cậy thế chủ. Người nổi tiếng quái gì, có đóng góp được gì cho đất nước không? Không phải là kiếm tiền của nhân dân chúng ta sao? Nhìn xem, đó không phải là nữ ngôi sao Dương Mễ Mễ gần đây đang rất được chú ý sao? chẳng trách mấy vệ sĩ này lại có thái độ chán đến như vậy. Cô Dương mế mế này dính đầy phốt trên mạng xã hội, mắc bệnh ngôi sao, làm kẻ thứ ba, quy tắc ngầm với đạo diễn, ôi, kinh tởm chết đi được. Đối diện với những bình luận, chỉ chỉ trò trò của mọi người trong trung tâm mua sắm này, Dương mế mế, người đang bị vây quanh ở giữa, không ngừng tạo dáng chụp ảnh với người hâm mộ, bỗng chốc sầm mặt xuống. Điều cô ta ghét nhất là bị người khác dùng những lời này để miêu tả bản thân cô ta. Mặc dù những lời họ nói phải đúng đến 89 phần, nhưng trước đó không lâu cô ta còn được bình chọn là một trong bốn nữ diễn viên thế hệ mới nổi tiếng nhất, là một ngôi sao có lượng người hâm mộ đông đảo, là lựa chọn hàng đầu trong mắt các vị đạo diễn và rất nhiều nhãn hàng. Mà lúc này đây, cô ta không hề thừa nhận phốt của mình. Tất nhiên cái gọi là danh hiệu bốn nữ diễn viên nổi tiếng nhất cũng do công ty của cô ta tự bỏ tiền ra để mua dương mễ mễ không hề có kỹ năng diễn xuất cô ta chủ yếu dựa vào khuôn mặt ưa nhìn và giọng nói ngọt ngào giả tạo nên chiếm được nhiều tình cảm của mọi người mấy người đang nói gì thế toàn tin vớ vẩn thôi cái gì mà mắc bệnh ngôi sao cái gì mà làm kẻ thứ ba toàn là mấy thông tin trên mạng dìm hàng tôi mà thôi dương mễ mễ tôi chưa bao giờ làm mấy chuyện đó dương mễ mễ tức giận cô ta quay người lại chỉ vào khách hàng đang đứng xung quanh mà mắng cùng với tiếng quát lớn này của cô ta hàng trăm người hâm mộ đằng sau cô ta đương nhiên cũng hùa theo mà mắng đúng mễ mễ nhà chúng tôi không bao giờ làm mấy chuyện như thế toàn là đám người trên mạng xã hội cố ý dìm hàng chị ấy mấy người ăn nói linh tinh suốt ngày kéo người ta xuống sao các ông các bà không đi chết đi mọi người nhìn xem một đám toàn là ông cụ bà cụ, có mấy người xấu thế không biết nữa. Chắc là do mễ mễ nhà mình đẹp quá, lại còn nổi tiếng nên cố tình dìm hàng chị ấy. Các cô, các gì nên về nhà với chồng con đi. Ra đây làm gì vậy? Mất mặt quá đấy, toàn vụ oan cho người ta thôi. Thật kinh tởm. Ngay lập tức, tại lối vào tầng 1 của cả trung tâm mua sắm, đám người chia ra làm hai phe, chửi mắng nhau. Ngày càng có nhiều khách của trung tâm mua sắm tham gia chỉ trích, mắng như đám người hâm mộ mất não chỉ biết theo đuổi người nổi tiếng của mễ mễ dương mễ mễ lúc này mới nhận ra mọi chuyện dường như nằm ngoài dự đoán của mình cô ta lập tức thay đổi đề tài câu chuyện chỉ tay về phía tiêu chính văn ở đằng kia tức giận nói anh làm cái gì đấy tránh ra cho tôi đi tôi còn phải tham gia buổi lễ khai trương anh làm chậm lịch trình của tôi anh có chịu trách nhiệm được không thấy tiêu chính văn đứng im dương mễ mễ tức giận dậm châm hét lên với đám nhân viên và vệ sĩ xung quanh kéo anh ta đi. Cô trợ lý bên cạnh lúc này cũng ngạo nghế bước tới, chỉ vào mũi tiêu chính văn, mắng, mau cút ngay. Đừng cản đường mễ mễ nhà tôi, tiêu chính văn vẫn không nhúc nhích, ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng, sát khí trên người càng ngày càng đậm hơn. Vậy sao, không xin lỗi thì hôm nay đừng hòng rời khỏi đây, tiêu chính văn tức giận nói. Dương mễ mễ thấy vậy thì vẫy tay, kéo anh ta đi, kéo đi trong phút chốc, mấy tên vệ sĩ hung hăng lao về phía tiêu chính văn. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 4.